Xin chào quý vị. Thành Hưng rất vui khi được đồng hành với các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Cửa sổ tình yêu sẽ được mở ra với cuộc gọi đầu tiên đến từ tỉnh Sơn La. Vâng, em cũng không hiểu nên là em thấy nghe đài em muốn hỏi là cái vợ em này nó hơn một năm rồi nó không có kinh nguyệt thì nó vừa thấy chỉ một hai lần thôi thì em thấy lo không biết là nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không anh? Bây giờ hơn một năm rồi cơ hả anh? Vâng. À thế thì mình hiện tại nhà mình có mấy cháu rồi nhỉ? Em có hai anh. À thế là cũng hai cháu là vợ con đề huề cả rồi. Vậy thì với câu chuyện này thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ nói chuyện với anh nhé. Tôi chào bạn. Vâng, em Vợ bạn năm nay 42 tuổi à? chào. Vâng, vợ em năm nay 42 tuổi. Bạn làm nghề gì vậy? Trồng trọt thôi, chăn nuôi xung quanh nhà thôi, chứ không làm gì. Thường là những cái người phụ nữ mà nếu như người ta dậy thì sớm ý, người ta có kinh sớm thì cái giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là cái giai đoạn mãn kinh nó cũng đến sớm hơn. Dụ như vậy. Nhưng mà thường 42 tuổi thì nếu là mãn kinh hoàn toàn thì có vẻ nó cũng là hơi sớm một chút thôi. Chứ còn nó sẽ là bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì nhiều người phụ nữ thường ở cái tuổi như là của vợ bạn. Em hai đứa cũng lớn rồi. Cháu nhỏ ấy, bao nhiêu tuổi rồi ấy? 20 tuổi rồi. À 20 tuổi rồi đúng không? Tức là vợ cái thời gian đẻ đứa thứ hai rất là lâu rồi. Vợ trước đây khoảng một năm ấy thì có lần nào mà các bạn nhỡ kế hoạch không? Vợ phải đi đình chỉ thai nghén không? Có Là bao giờ? đi 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 phá thai vậy ạ? Ừ đúng rồi. Có 2 lần ạ. Nó khoảng cái lần gần đây nhất nó là bao nhiêu năm? Là bao giờ? Hai năm hơn Hai hai năm, năm hơn 2 năm đúng không? rồi. Bởi vì tôi rất muốn quan tâm chuyện đấy vì rất nhiều người phụ nữ là sau khi thôi dùng từ như bạn đi, gọi là sau khi phá thai á thì thường Vâng. người ta bị mất kinh và người ta gọi đấy là vô kinh thứ phát, nhiều người Vâng. phụ nữ bị như vậy. Nhưng mà thực ra vợ bạn thì cũng là 42 tuổi rồi á, cho nên là nó cũng có thể bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh. Vì thế ở cái giai đoạn tiền mãn kinh này kinh 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 nguyệt nó sẽ không đều nữa, nó sẽ không ổn định. Có khi vòng kinh nó ngắn lại nhưng ngược lại có khi vòng kinh nó lại dài ra, thậm chí là tới 6 tháng hoặc là 1 năm không có kinh nguyệt, sau đó thì kinh nguyệt nó lại quay trở lại ào ạt. Ví dụ như vậy cho đến khoảng 1 2 năm sau thì bước vào giai đoạn mãn kinh hoàn toàn, tức là lúc đấy kinh nguyệt nó không quay trở lại nữa. Thế nhưng mà ở vợ bạn ý, thì cũng rất cần là được sự thăm khám của bác sĩ sản khoa nhé. Khi Vâng. khám thì người ta sẽ kiểm tra cho vợ bạn kỹ hơn nữa, người ta kiểm tra xem là cái niêm mạc tử cung của vợ bạn có vấn đề gì không, liệu là sau cái lần phá thai đấy, cái lần đình chỉ thai nghén đấy nó có ảnh hưởng gì tới cái niêm mạc tử cung không, khiến cho nó cũng thể là một nguyên nhân mà gây ra tình trạng mất kinh mà người như tôi nói, tức là vô kinh thứ phát. Người ta sẽ kiểm tra cho vợ bạn xem buồng trứng nó như thế nào, có phải thực sự nó đã bị teo không hay là nó có vấn đề gì, ví dụ như vậy. Và được làm một cái xét nghiệm rất quan trọng đấy là xét nghiệm nội tiết tố sinh dục nữ để người ta kiểm tra xem là hoạt động của cơ quan sinh dục của vợ mình bây giờ nó như thế nào. Nếu như nó là sinh lý, tức là nó bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và giai đoạn mãn kinh, thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình để mà cho nó cái sức khỏe của vợ nó sẽ ổn định hơn trong cái giai đoạn này, bởi vì nếu đã mãn kinh rồi thì thường nó hay phát sinh ra những cái bệnh mà do cái nội tiết tố sinh dục nó giảm đi thì nó có thể gây ra những bệnh về tim mạch, những bệnh về huyết áp, những bệnh về rối loạn chuyển hóa là những cái người phụ nữ rất là hay gặp khi mà thực sự bước vào giai đoạn mãn kinh. Thế còn Vâng. nếu như mà nó là vô kinh thứ phát như là tôi chia sẻ với bạn là sau cái lần mà mình phá thai á, thì người ta kiểm tra mà nếu các cái cơ quan sinh dục của vợ vẫn là tốt, vẫn hoạt động tốt thì người ta sẽ điều trị cho vợ mình nhé. Người ta có cái phương Vâng. pháp điều trị cho vợ mình để cho kinh nguyệt nó quay trở lại cho đến khi vợ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh sinh lý. Nếu mà nó là sinh lý thì không ai làm gì được, bởi vì lúc đấy là do sinh lý nó như thế, cơ thể nó như thế. Còn nếu nó là do trục trặc do cái lần mà mình phá thai thì người ta sẽ hỗ trợ thêm cho nhà mình mà. em Nhé. em em
Em hỏi thì em thấy nhà em nó sinh lý nó kém lắm, nó cũng không không mặn mà như người khác. Nó không mặn mà Nó như người kém. khác, có nghĩa là mình đã so sánh với ai vậy? Em thấy trên đấy nhiều mà nói chung là nó cũng không, vợ của em nó không không hay, tóm lại là sinh lý nó cảm hình như là nó yếu hay sao như nào ấy. Thế mình bao nhiêu tuổi rồi? Em ý. Em năm nay em 46 ạ. Thế à? Thế những lần mình đòi hỏi là mình không được đáp ứng thoải mái, không được vợ vui vẻ đón nhận và không hợp tác với mình à? Vâng. Chất lượng quan hệ tình dục mình không được như mình mong muốn đúng không? Vâng. Thế mình mong muốn vợ mình như thế nào? Vợ phải mình phải hừng hực như một cô gái 20, 30 à? Hay là mình muốn vợ mình hát bè nào là vợ mình phải hợp phụ với mình thật là lên những cao trào, mình muốn như thế à? Mà đây trong khi đó thì vợ thì chả phản ứng gì đúng không? Em ơi, vợ em 42 tuổi rồi nhá. Thời thanh xuân của cô ấy em đã hưởng hết tất cả những cái gì khỏe mạnh, những cái gì hừng hực thì nó đã qua rồi mà. Người phụ nữ bình thường khi mà người ta bước vào cái những cái giai đoạn ngoài 40 trở ra là cái những cái ham muốn do cái nội tiết tố nó suy giảm thôi, thì những cái ham muốn rồi là những cái vấn vấn đề khác mà người ta chịu nhiều, rất rất nhiều những cái vấn đề của cuộc sống, cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục. Chính vì thế là đòi hỏi là mình phải rất là quan tâm và mình thông cảm với vợ cũng như chia sẻ với vợ tất cả những cái khó khăn như thế. Thế việc đầu tiên thì mình cũng có thể là một cái nguyên nhân mà khiến cho vợ em làm cho cái chất lượng quan hệ tình dục nó không như mong muốn. Thế thì đưa vợ đi khám đi nhá. Ừ. Đưa vợ đi khám đi xong rồi xem nó có bệnh tật gì không, rồi là người ta có thể người ta sẽ cho mình vợ mình bổ sung các cái cần thiết cũng như là hỗ trợ tư vấn thêm cho em để hỗ trợ cho vợ có một sức khỏe tốt nói chung cũng như là về sức khỏe tình dục nhá. Vâng, Vâng. em cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Hy vọng là anh đã có được cái câu trả lời cho riêng mình rồi anh nhé. Thì mình có thể Vâng. giúp vợ. Đây, thực sự anh là một người chồng tốt đấy. Cảm ơn anh và chào anh ạ. Vâng. Wow. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi từ tỉnh An Giang. Dạ em nghe. Vâng, chào anh. Dạ chào anh. Vâng, không biết là tâm sự anh muốn chia sẻ với chương trình hôm nay là gì? Em muốn gặp anh lên đoàn á. Vâng, thì là mình có thể Dạ. kể qua cái câu chuyện mình đang gặp phải được không? Dạ được, tại mình với vợ mình kết hôn này cũng mười mấy năm rồi. Em thì cũng bị khiếm thị, còn vợ em thì cũng bình thường. Rồi thương nhau, kết hôn nhau, rồi những mùa dịch đó, rồi không có làm, em không có làm thu nhập được, thì cho vợ vợ chồng lên Bigo á, Vâng. lên Bigo Cái like, app vợ ứng dụng em mà vâng. vợ em có bạn trai khác bỏ em, rồi mấy cái lúc đầu thì vợ em còn năn nỉ em, nói với em là phải hy sinh cho vợ em được hạnh phúc, rồi em không chịu, rồi vợ em năn nỉ em là phải làm sao cho cô ta được sống hai chồng hai hai Ôi bên, trời. em cũng không chịu. Rồi bây giờ cô ta không chịu, rồi cô ta lạnh nhạt với em luôn, bỏ em luôn, vẫn ở chung một nhà, nhưng mà bây giờ là nói chuyện cọc cằn với em không chịu được, À, thế tức em muốn là nhờ. hiện tại trong gia đình mình thì ai làm kinh tế chính anh? Dạ em. À, thế tức là vợ anh thì là có sau khi mà sử dụng cái ứng dụng là có cái livestream đấy anh nhỉ? Dạ đúng rồi. Vâng, thế thì là có bạn trai mới và sau đấy thì ly dị thì cũng không ly dị. À, nhưng mà lại muốn là sống một 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 vợ nhưng lại hai chồng đúng không anh? Dạ đúng, nhưng mà em không chịu, mà bây giờ thì không chịu, bỏ em luôn, bây giờ bỏ em luôn rồi. Bây giờ vẫn ở chung nhà, vẫn nói chuyện cộc cằn với em khó chịu lắm. Em muốn nhờ anh lên đầu cho em một lời khuyên, có nên dứt khoát hay là nên thế nào? Anh ơi, em hỏi à, tôi hỏi lại một chút nhé. Vừa xong thì anh có nói là bỏ rồi, thế nhưng là bỏ người yêu kia ấy ạ, bởi vì là anh có nói là vợ anh vẫn đang sống chung nhà với anh mà, thì tại sao lại bỏ gì để đây? À, ở chung nhà nhưng mà vẫn tiếp tục liên lạc với người kia, à, À. vẫn nói chung chỉ sống bằng cái đường ai nấy làm, công việc ai nấy làm thôi, Vâng. chứ em thì không có nói chuyện, thì không liếm xỉa, thì em nói chuyện cọc cằn với em mỗi lần nói chuyện với nhau cũng như
Hơi quá đáng chứ không biết nói sao luôn. À, Anh em. bây giờ là anh cũng có muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này không anh? Hay là Đúng giờ mình vẫn anh muốn... đoàn coi một cái lời phiên coi như thế nào, có nên như thế nào. Hay là để thời gian cái gì, hay là để thời gian đó, là có nếu níu kéo được không? Hay là có nên dứt khoát? Vâng. Thế được rồi, bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Rồi, xin chào em trai. Em ở An Giang hả? Lấy vợ 12 năm đã có con chưa em? Dạ hai đứa anh. Ôi, hai đứa hả? Bé nhất bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé lớn 13 tuổi, mấy nhỏ 16, 7 tuổi anh. Ồ, thế hả? Các cháu khỏe mạnh chứ đúng không? Dạ cũng khỏe mạnh anh. Em thì làm gì để mà đấy, nhà thì cũng vợ rồi, một vợ hai con, thế thì em làm cái gì? Em khiếm thị thì em có làm nghề gì không? Dạ em đi đánh đàn mướn cho ta, đánh đàn cổ mướn cho ta Thế à, thu nhập có tạm tạm không? lúc đầu Phục thì vụ khách du cũng tầm lịch đúng tạm không? lắm, nhưng mà già lúc đầu thì cũng sống được, nhưng mà mùa dịch tới giờ thì Mà em dịch thì khách làm du bị lịch sa nó sút, ít đi, không ai nhưng mà nghe thành đâu. cơ cây lưu động bây giờ cũng nhiều quá, thành cũng biết ít tay mướn. Rồi, nhà mình có ruộng nương gì nữa không em? Dạ không, Thế hả? Mình sống ở thị xã hay thị trấn hay nông thôn hoàn toàn? dạ em sống nông thôn. Em có được sự hỗ trợ nào của ba mẹ ruột của mình không? Hay là ai đó không? Dạ không, ngoài mẹ, ba mẹ ruột thì chỉ giúp đỡ về tinh thần thôi, cũng không có ai khá gì mấy, Thế hả? thì cũng Ông bà cũng khó khăn đúng dạ. không? Có bao giờ em dự định em đi Sài Gòn đi để tìm cơ hội việc làm, bởi vì với những người mà hoàn cảnh như của em ấy, ở những đô thị ấy, thì có lẽ công việc lại dễ hơn, ở đấy sinh hoạt văn hóa văn nghệ người ta cũng sôi động hơn, em đi hát ở những đám nọ đám kia hoặc là gặp gỡ những hội này hội khác, nó cũng có nhiều cơ hội để mà mình có những cái thu nhập hơn. Hiện nay thì vợ em không từ chối, không không gọi là không, cái gì cô cũng thừa nhận đúng không? Đúng là cô có bạn trai này, rồi cô ấy nói rằng cô cũng yêu người ta này, và cô muốn rằng là mình thì phải chấp nhận rằng là để cho cô ấy có hạnh phúc là để cô ấy, bởi vì một mình thì không không đủ làm cho cô hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Vì tiền hay là vì lĩnh vực khác? Nói chung ra thì theo lời người đó nói thì vợ dạ, nói với em là người đó sẽ đưa cô ta đi chơi, hoặc là nếu mà cứ thương nhau thì gần gũi, chỉ cho những cái kia, cho những cái mà em không có được. À, rồi rồi rồi. Tức là vợ thì sẽ vẫn là lấy em, vẫn chung nhau nuôi con, nhưng mà vì mình thì là người khiếm thị, mình cũng chẳng đưa cô đi chơi đây đó được. Thế rồi có những cái việc mà mình có thương vợ mình cũng không thể làm được, giống như là người sáng mắt đúng không? Vì vậy thì người kia sẽ đưa cô đi đây đi đó, ăn uống cà phê, chăm sóc rồi để cho cô vui vẻ rồi lại trở về với mình. Dạ không, cấp đầu thì cấp đầu người đó chỉ nói vậy thôi, nhưng mà bây giờ người ta được trái tim của vợ em rồi thì bây giờ người ta không còn nghĩ đến hạnh phúc của em nữa, người ta sẽ muốn đoạt luôn. Ừ, muốn là có luôn chứ không phải là nọ kia đúng không? Mà vợ em có vẻ cũng mong muốn thế. Đúng. Chuyện này em đã chia sẻ với ai rồi? Ba mẹ em, mọi người có biết không? Dạ biết, ba mẹ em biết, những người thân cận bạn bè của em cũng biết. Có ai nói gì với em không? Họ chỉ phiên là đã hết nợ duyên thì mình nên đón nhận thôi. Rồi, đấy cũng là một câu an ủi mà dễ nói nhất và cũng còn biết nói thế nào nữa. Thật ra thì nó cũng có cái khó là bởi vì lúc mà cô yêu em, lấy em hơn chục năm trước, lúc ấy chắc cô cũng còn trẻ, suy nghĩ nó cũng còn rất là, ví dụ gặp nhau chắc chắn phải có thương nhau thì mới lấy rồi, chẳng ai ép em, cô ấy lấy em đúng không? Dạ đúng. Lúc đấy một cô gái trẻ xong rồi lại thấy một chàng trai tuy có khiếm thị một chút nhưng mà là cũng tài ba tài hoa, đàn hát nọ kia, thành ra cũng thấy thương và chắc chắn là phải có yêu nhau thì mới ở với nhau đến 12 năm rồi hai đứa con cơ mà. Thế nhưng cuộc sống nó có nhiều điều phức tạp, có những thứ mà nó nảy sinh mà mình không thể lường trước được. Đấy, nào là mạng xã hội rồi cái cơ hội để giao tiếp rồi nhu cầu con người nó cũng 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 khác đi.
nhìn thấy người ta bằng tuổi mình, mấy con nhỏ nó bằng tuổi mình, chồng nó trời ơi có ô tô, thỉnh thoảng chở đi Sài Gòn chơi, thỉnh thoảng đi Châu Đốc, Cần Thơ, rồi thậm chí còn đi vào trong ra Phú Quốc. Đây thì chồng mình thì thế nọ thế kia, thành ra có một chút trợ, gọi là chạnh lòng, cũng hơi hơi tủi thân. Thế xong lại ở trên mạng lại gặp một cái anh chàng này đấy, mà anh ấy chợ vợ mình thở than với anh ấy là cuộc sống như thế, thì anh ấy lại nghĩ đến chuyện là lợi dụng, biết chắc chắn là một người mà chưa được đi đâu bao giờ, chưa được chồng dắt đi chơi, thì chắc chắn có những cái khát khao riêng, và người ta đã đáp ứng cho cô, người ta mang lại cho cô những điều mà em không mang được. Thế nhưng mà cho nên là rồi đến lúc cô ấy đã phản bội, em thấy chắc cứ chung thế, sống thế này thì không được đúng không? Tạm thời thì thế thôi, chứ có lẽ là một người, trừ cái người đó mà không còn trí nhớ, thì mới chấp nhận là lờ đi để cho vợ mình có bạn trai hay có bồ hay là đi với người khác. Chứ còn chúng ta còn đầu óc, còn trí tuệ, chắc không ai chấp nhận là chia sẻ. Vì người ta có thể chia sẻ cho nhau cái áo, cái quần, nhường nhau bát cơm, ký gạo hay là từng đồng bạc một. Nhưng riêng cảm xúc, tình cảm không thể chia được. Bởi vì đã chia nghĩa là phản bội, mà đã phản bội thì tình yêu và nó cũng hết. Em nói với cô ấy đi. Em phải đẩy cô vào một cái tình huống phải lựa chọn. Chứ còn tất nhiên là cô sẽ câu giờ. Bởi vì cô vẫn đang muốn là có chỗ ở này, cô vẫn ở nhà em này, cô vẫn có con vẫn vân vân này, vẫn có một gia đình bình thường, và lại vẫn có bạn trai, vẫn có người yêu, vẫn có bồ. Thì cô chả mất cái gì, thì không bao giờ cô ấy chịu buông bất cứ một cái gì đâu. Nếu em thấy không thể chấp nhận được thì em phải đặt vấn đề nhá. Bây giờ thôi, tất cả những cái lỗi lầm đã từng qua anh có thể bỏ qua, nếu như em thấy rằng có thể quay trở lại. Bởi vì đã là vợ chồng thì có những cái điều cam kết, cái cam kết lớn nhất đó là thủy chung. Chứ còn không gì, em có làm được không thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu em thấy không còn thương anh và nói như là mọi người động viên em là nó đã hết duyên đấy, thì anh sẽ giải phóng cho em. Để em đi tìm một cái hạnh phúc mới. Anh có thể rất buồn, rất đau, nhưng mà rồi anh cũng sẽ, cuộc sống nó sẽ dạy anh cái cách mà để mình vượt qua được. Tức là mình phải rắn giỏi, mình không cam chịu. Em thì sống sao cũng được, nhưng mà em lo cho con thôi. Em với con sợ em thiếu thốn tình thương của mẹ với con em. Nó bị không muốn là một đứa theo ba, một đứa theo mẹ, đúng không? Dạ, không muốn tan đàn xẻ nhé. Tiền sử sốt, sốt rồi. Mỗi lần sốt là lên 39, 40 là bị co giật đó. À, thế hả? Tụi em rất là khổ tâm. Em ơi, em có bà con, cô bác gì ở thành phố không? Dạ không. Ví dụ như là, đấy, thật ra thì em cũng có thể, thay vì mình cứ ngồi đấy, mình chịu chấp nhận, mình nhâm nhi cái nỗi buồn của mình, thế thì mình là người ra đi. Ra đi ở đây không nghĩa là mình bỏ thôi. Thì anh có lẽ cũng phải đi xa, trước hết là để kiếm ăn, hai là cũng để nguôi ngoai những cái nỗi buồn này. Em ở nhà trông các con, gắng đừng để nó thế nọ, đừng để nó thế kia. Con mình nó cũng thiệt thòi nhiều rồi. Ba mẹ đôi bên nội ngoại không có ai giúp gì được. Thôi thì em hãy thương các con, làm cái gì cũng đừng để quá đáng để các con thế nọ thế kia. Anh sẽ đi Cần Thơ, anh sẽ đi lên thành phố Hồ Chí Minh, hay anh đi đây đi đó. Anh tìm kiếm một cơ hội mà có công ăn việc làm. Anh nghĩ rằng em, chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh hay cái thành phố lớn, nó có hội người mù, ở đấy nó có các cái show diễn ấy, có người đứng ra thành lập những cái đội văn nghệ, hay là đi biểu diễn ở các cái phòng trà, hay là các trung tâm văn hóa thể thao hay văn hóa quận huyện ấy. Tức là nói chung là đời sống tinh thần văn hóa rất là sôi động, và cái cơ hội mà mình kiếm ăn được nó cũng dễ hơn là cứ ngồi ở đấy đợi bao giờ mà ai có việc thì người ta mời, không thì lại ngồi nghỉ, đúng không? Bây giờ mình chủ động hơn, thứ nhất là để cho mình thay đổi cái vận mệnh cuộc sống của mình, thứ hai là mình cũng nguôi ngoai đi, mình tìm được những cái niềm vui để nó khỏa lấp. Chứ còn cứ ngồi mà đau mà đớn thế này, rồi anh nghĩ rằng là con người ta cái sức chịu đựng đôi khi nó có hạn, rồi mình cứ nén nỗi đau, rồi đến lúc nó lại bùng phát ra thành những cái việc là chẳng hạn nó trầm cảm, rồi uất ức, rồi bực tức, rồi nóng nảy, thì rồi lại còn có hại hơn.
mình phải nghĩ đến tương lai còn lâu dài. Em cũng đi làm tại có người giới thiệu đi làm quán á. Ừ. Nhưng mà cũng chưa có đi, chưa có ấy được. Nhân dịp này đi đi, đi. Thôi cứ gọi là mình hiểu ngầm là đi để chạy trốn thực tại cũng được. Còn hơn cứ nhìn ấy, ngồi nhìn ấy một cái nhâm nhi cái nỗi buồn của mình nhá. Em đi đi. Dạ. Nếu mà em không rắn giỏi được nói với cô là một là cô thế này, hai là cô thế kia để cô phải lựa chọn con đường dứt khoát thì em là người ra đi nhá. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh cho em gặp bác sĩ. Xin hỏi câu hỏi thêm gặp bằng bác sĩ Bình Thí Hải anh. Cho em hỏi một câu. Vâng, thế vậy sau đây xin mời anh sẽ nói chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Thí Hải nhé. Vâng, tôi chào bạn. Tôi nghe dạ, chào đấy. Chị. Vâng. À, con em năm nay nó 13 tuổi mà nó bị amidan đó chị. Amidan nó rồi mỗi lần nó bị hành á, ăn uống nó bị hành nó là bị sốt à. Ừ. Mà người ta kêu đi cắt, có người kêu cắt, có người kêu không nên cắt á. Rồi mình chọn như thế nào chị? Chị cũng nghe câu chuyện của em với cả anh Đoàn rồi. Dạ, thực sự là cũng rất là buồn nhỉ. Yeah. Và nhiều việc rất là phải lo lắng, rồi là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều cuộc sống của em, và trong khi mình thì lại thiệt thòi hơn người khác. Nhưng mà thôi, cho dù như thế nào thì mình cũng phải mạnh mẽ lên, cũng phải cố gắng để còn vì mình và còn vì con mình nữa, đúng không em? Yeah. Ừ, con gái em bị viêm amidan thì nó có hay bị tái phát không? Nó có hay bị đi bị lại rồi cứ mỗi một lần thay đổi thời tiết hoặc là nó ăn đá hay là nó tắm lạnh nhiều là nó lại bị không? Con trai em chị. Ừ, con trai. Dạ, nó cũng hành lắm chị. Mà có ăn cái gì vô là nhiều khi nó bị ưa hành lắm. Thử vấn đề đó bị lo đó. Đúng rồi. Amidan bình thường thì nó là cái cơ quan mà để nó bảo vệ cho cái họng rất là tốt. Tuy nhiên trong trường hợp mà người ta gọi là viêm amidan quá phát thì có nghĩa là amidan nó to quá và nó không co, mỗi một lần viêm nhiễm kể cả điều trị rồi nó cũng không co lại được về cái kích thước ban đầu của nó và nó vẫn cứ to như thế. Sau đó thì nó tạo thành một cái ổ viêm nhiễm thường xuyên và nó gây cho cái người bị viêm amidan quá phát luôn luôn ở trong tình trạng bị nhiễm trùng và rất hay bị viêm nhiễm cái chỗ amidan đấy. Chính vì thế là thường là nếu viêm amidan quá phát thì thường chúng tôi khuyên là nên cắt amidan để giải phóng cái khối viêm nhiễm đấy đi, chứ còn nếu không mà cứ để ấy thì thỉnh thoảng nó lại gây ra một đợt nhiễm trùng thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe nhé. Thế thì tùy thuộc vào cái tình trạng của em bé, nếu như mà em đã đưa con trai đi khám rồi và bác sĩ có chẩn đoán là viêm amidan quá phát và có chỉ định ngoại khoa thì có lẽ là mình cũng nên theo cái chỉ định của bác sĩ. Có điều là mình lựa chọn những cái bệnh viện mà người ta nó có kinh nghiệm hoặc là những cái bệnh viện mà nó có kỹ thuật tốt ý, thì khi người ta xử lý cho nó thì nó sẽ yên tâm hơn. Và con cũng lớn rồi, con cũng 13 tuổi, tức là con cũng đã biết được các cái cách để mà ví dụ như khi sau khi cắt người ta yêu cầu là mình phải kiêng nói như thế nào, rồi là ăn uống các thứ như nào cho nó lành. Thế thì kiêng các cái hoạt động ra làm sao là con cũng có thể tự ý thức được cái việc đấy rồi, mình cũng không lo lắm nhá. Thế thì tùy theo cái tình trạng của con thì nếu theo cái chỉ định của bên y tế xem là người ta sẽ yêu cầu như thế nào thì mình sẽ xử lý cho con như vậy thôi. Xin được cảm ơn bác sĩ và không biết là hy vọng là anh đã có được cái câu trả lời cho mình và chúc anh sức khỏe và chúc anh cuộc sống thuận lợi. Dạ, cảm ơn. Chào anh nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cuộc gọi từ tỉnh Bắc Giang. Thính giả đến từ Bắc Giang đâu ạ? Alo, em đây ạ. Vâng, chào anh. Không biết là anh có chia sẻ gì với các chuyên gia của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay? Anh em cho em hỏi một câu là về vấn đề sinh lý ạ. Em khoảng tầm 20 ngày nay thì em có quan hệ với vợ nhưng mà nó cứ bị rát ở cái ngấn ở chỗ đầu bao, ở cái ngấn ở bao quy đầu ấy. Và nó cứ dạn dạng rồi nó nổi cái mụn li ti, nó nhỏ như cái đầu tăm, nó rát ạ. À, và sau khi tắm rửa xong thì đi ngủ thì sáng hôm sau dậy thì đi vệ sinh thì ở cái ngấn đấy nó lại có cái nhử trắng và nó có mùi hôi hôi ạ. Thế thì tôi xin phép được hỏi anh thế này một câu thôi. Thế là không biết là mình đã có bao giờ đi ra ngoài bóc bánh trả tiền hay là có quan hệ nó không được bảo vệ chưa? Em chưa. À chưa, vâng. À, thế bình thường là mình cũng vệ sinh sạch sẽ chứ ạ? Vâng. Vâng, được rồi. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ cùng trò chuyện với anh nhé. Ừ, tôi chào bạn.
Dạ vâng, em chào chị ạ. Vâng. Anh Hưng anh dọa thế đâm ra mình cũng sợ đúng không? Rõ ràng là mình rất là lành mạnh, thủy chung, không quan hệ với ai ngoài vợ đúng không em? Mà lại bây giờ lại cơ quan sinh dục nó lại có vấn đề như thế cho nên mình cũng rất là ngại. Tuy nhiên có một vấn đề mà anh Hưng anh nói cũng rất là đúng đấy, tức là có thể là mình nguyên nhân không phải từ mình mà có thể nguyên nhân từ phía đối tác chẳng hạn. Tôi đấy là tôi nói ví dụ như thế trong những cái trường hợp mà mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Quay trở lại của em thì tôi chỉ nghĩ là có lẽ là em đang bị viêm nhiễm quy đầu hoặc là viêm nhiễm cơ quan sinh dục của mình, bởi vì thực ra là cái mình thấy cái dương vật của mình ấy, nó được cấu tạo rất là mềm mại và nó trơn nhẵn đúng không? Chứ nó không phải như da bộ phận khác, thế thì nhưng mà nó cũng vẫn có những cái nang lông, chỉ có điều là nó không giống như là da ở trên bộ phận khác thôi. Vì thế nghe tả có vẻ như là em đang bị viêm nang lông hoặc là viêm da của quy đầu hoặc là của thân dương vật ở chỗ cái đầu rùa đấy. Bây giờ như thế này, có lẽ là trước tiên là mình thử kiểm tra lại xem là vợ có viêm nhiễm cơ quan sinh dục gì không nhé. Bởi vì nếu như mà vợ cũng bị viêm cơ quan sinh dục thì khi mà mình quan hệ tình dục có thể là mình bị lây nhiễm từ vợ chẳng hạn, thì nó cũng thể là một cái nguyên nhân mà nó kéo dài. Trường hợp vì thế mà khi mà vợ có viêm nhiễm cơ quan sinh dục thì bao giờ chúng tôi cũng khuyên là phải điều trị cả hai vợ chồng, là vì như vậy. Trường hợp thứ hai là bản thân em bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục đấy, thì ở cái trường hợp như này cũng là bình thường mà, nó cũng như là bệnh ở các cái cơ quan khác thôi. Thì nếu như mà em vệ sinh tốt này, rồi em đã có những cái biện pháp bảo vệ rồi mà mình thấy không đỡ thì em phải đi bệnh viện khám thôi nhá. Có nghĩa là chẳng hạn như là ví dụ như tối nay quan hệ thì sáng hôm sau, như tối hôm sau mà không quan hệ thì nó lại không có cái hiện tượng đấy nữa đi ạ. Mà không đau không rát mà em đi vệ sinh thì em có để ý thì nó lại không có những cái đấy. Chỉ có khi quan hệ chẳng hạn như tối nay quan hệ thì khi quan hệ xong thì em thấy nó rất rát và nó nổi lên đi những cái mụn đấy. Và em có đi rửa đi rác xong thì đến sáng hôm sau ngủ dậy thì mình đi vệ sinh thì nó mới có cái nhỉ trắng đấy thôi. Còn cái trắng đấy cũng có thể là do đó là cái dịch sinh dục mà khi mình vệ sinh nó không kỹ chẳng hạn, mình không lộn hết được nó ra ấy, thì có thể nó lắng cặn ở đấy và nó gây ra hiện tượng như vậy. Nhưng cho dù gì thì đấy cũng là bất thường rồi, đấy không phải là bình thường đúng không? Bởi vì nếu như là bình thường nhá, thì cho dù chỉ là lắng cặn các cái dịch sinh dục thôi ấy, thì nó sẽ không gây ra các cái tổn thương rát như vậy, và nó cũng không gây ra các cái mà như em mô tả, tức là những cái chấm ở trên da của cái đầu rùa đấy đúng không? Vì thế theo chị thì em vẫn cứ nên đi kiểm tra cái này á, thì có lẽ là em sẽ kiểm tra ở chuyên khoa tiết niệu. Đến bệnh viện mà có chuyên khoa tiết niệu ấy thì người ta sẽ kiểm tra cho mình xem có phải là viêm nhiễm cơ quan sinh dục không, bởi vì là nếu nó chỉ ở ngoài thì điều trị nó cũng rất là đơn giản mà. Mình không có ngại gì cả. Đấy, và một lần nữa thì hỏi kỹ lại xem vợ, vì nó cũng liên quan tới cái hành vi quan hệ tình dục, thì hỏi xem vợ mình có bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục không nhé. Bởi vì nếu như mà vợ có viêm nhiễm thì vợ phải được điều trị rất là tích cực. Bởi vì em coi như là khi mà hai vợ chồng quan hệ, khi bắt đầu thâm nhập thì em đưa vào cảm thấy của vợ em nó có một cái gì ở bên trong, nó kiểu như là dạng gai hay cái gì đấy, bắt đầu nó rất rát, và xong kể cho mình cứ cố quan hệ thì nó bắt đầu nó thu, nó kéo cái đấy thì nó lên những cái vết nứt đấy, và khi quan hệ xong thì nó bình thường thì mình phải biết thì rằng là âm đạo của phụ nữ chúng tôi nó rất là mềm mại, nó rất là ấm, chứ không phải là nó như là quả chôm chôm đâu hay là sầu riêng đâu mà mình tả nó như vậy. Thế thì chị mới nói rằng là kiểm tra lại xem là vợ có bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục hay không. Bởi vì là nếu như vợ bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục thì cái môi trường đấy hoặc là cái dịch sinh dục của vợ nó sẽ không thuận lợi cho cái hành vi quan hệ tình dục, thì mình phải kiểm tra lại cả từ hai phía nhá. Và cảm ơn bác sĩ Hoàng Thế Hải ạ. Vâng, hy vọng là anh đã có những cái câu trả lời cho riêng mình có thể đi khám, và đồng thời với đó là cũng có thể hỏi khéo vợ một chút về cái câu chuyện đó anh nhé. Dạ vâng, cảm ơn chương trình nhé. Vâng, chào anh ạ.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi từ thủ đô Hà Nội. Alo, vâng, em đang nghe ạ. Vâng, chào chị. Không biết là mình có cái tâm sự gì muốn chia sẻ với các chuyên gia của chương trình ngày hôm nay? Thế là tâm sự của em là em cứ phân vân là không biết là mình là có phải là con chung cùng ba cùng mẹ với hai chị em không, với ba chị em không. Nhưng mà chuyện này thì hình như là trong gia đình họ hàng anh em, chị em, có mình em biết thôi. Thì bây giờ em tuổi càng ngày càng già rồi, lúc em nghĩ là hay là mình giấu thì mình không nói, hay là mình tâm sự ra cho anh em họ hàng biết thì mình được cái gì hay mình mất cái gì. Nên em cứ băn khoăn này, em muốn cần một lời khuyên của chuyên gia. À, thế các cụ nhà mình là có còn không chị, còn khỏe mạnh không? Bố mẹ mất hết rồi ạ. À, nên em cũng không biết như nào, mà ngày trước em nhỏ thì em cũng chẳng biết. Bây giờ em càng lớn càng nghe đài nhiều, nghe báo chí, nghe tâm sự nhiều thì em mới ngộ nhận ra là ngày xưa là đúng thật những lời ba nói, là hình như mình không phải là con ruột của ba. Cho nên ba mới đối xử với mình và nói năng với mình như thế. Nhưng mà bây giờ ba mẹ mất rồi thì em cũng chẳng biết làm như nào, có nên nói ra hay là mình cứ im đi để một mình biết ạ. Chị có thể kể kỹ hơn một chút về những cái hành động hay là những cái điều gì đã khiến chị nghi ngờ mình không phải là con ruột là của ngày ấy. Xưa ấy, là ngày xưa mà khi mà em học cấp 2, cấp 3 ấy, thì là ba cứ hay nói những lời nặng nề với em, ví dụ như là mẹ mới đi đánh đĩ đẻ ra mi, ví dụ như thế. Rồi làm đồ con hoang, thỉnh thoảng cứ chửi em như thế, cứ chửi vu vơ, và những cái công việc gì trong gia đình là cứ chút giận hết lên đầu em ạ. À, tức là với bố mình thì là như vậy thôi, thế còn với mẹ thì sao ạ? Cái mối quan hệ của mình với mẹ thì thế nào? Như không ạ, mẹ với em thì vẫn tốt, với trong gia đình hòa hình như là không ai biết gì cả, mà chỉ có mình em nghe những lời của ba như thế. Và ba đối xử với em rất là thậm tệ so với hai chị em, so với chị và em, chị trên và em dưới. Nhưng mà ngày đó em cứ tưởng là gia đình chỉ có mình em được học cấp 3. Thành ra ba tiếc cái thời gian em đi học không làm được việc nhà. Rồi ba đối xử với mình như vậy. Nhưng lớn lên em mới hiểu ra, ngộ nhận ra rằng là không phải là như thế. Mà hình như đúng mình là con riêng của mẹ, cho nên ba đối xử với mình như thế ạ. Bây giờ em nhiều tuổi rồi thì kể cả chồng em cũng không biết chuyện này đâu. Bây giờ em nhiều tuổi rồi thì em không biết là có nên giải bày hay là, nhưng mà để trong lòng thì nhớ lúc em cũng cảm thấy tủi thân và ngậm ngùi chẳng biết làm thế nào ạ. Vâng, thế thì chị ơi, bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ cùng tâm sự với chị nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào chị. Mình 53 hả? Mình còn làm không? Còn khỏe không? Em thì thực ra là quê ở Thanh Hóa, mà em đang đi làm thuê ngoài Hà Nội ạ. À, thôi cũng tốt. Mình chồng thì có ra Hà Nội làm cùng hay ở nhà? Dạ không ạ, chồng em mới nhà làm việc nhà. Trước đi xây, bây giờ có tuổi thì làm việc nhà. Các cháu lớn hết chưa? Em có một cháu nội 9 tuổi và một đứa con trai lớn sinh năm 89, và một đứa con trai thứ hai sinh năm 99, các cháu lớn cả rồi. Ôi thế à, ôi thế thì tốt quá. Các cháu ngoan không, học hành đi làm đi nước cả rồi chứ? Các cháu nói chung là nó cũng không có học ngành, nhưng mà nó chỉ là học nghề, nó đi làm. Nói chung nói về hoàn cảnh gia đình hay là bản thân thì em thì rất là vô tư, thoải mái, nhưng mà em cứ nặng lòng của mỗi một cái vấn đề đấy. Thật ra thế này này, giả sử như nó có là con nuôi hay là con ruột, hay là do tính của mình nó không được ưa với ba, vì con người người ta đôi khi có không hợp tính ấy mà, là cũng hay chửi. Bởi vì trong gia đình ấy, bố mẹ cũng hay, kể cả con ruột đấy, ba đứa con, nhưng mà bố mẹ là cứ yêu quý cái thằng cu này hơn hai cái đứa kia, bởi vì cái thằng này nó ngoan, nói cái gì nó cũng nghe, còn cái đứa kia nó lười, nó hay cãi, thì bố mẹ cũng cứ hay có sự phân biệt đối xử một chút. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ thế này, quá khứ qua rồi, tương lai thì cũng sắp đến, nhưng cái quan trọng là hiện tại. Mình bây giờ tuổi mình qua cái tuổi 50 rồi, ngày một xuống dốc rồi, quanh đi quay lại già đến nơi rồi. Sức khỏe nói thế chứ mình có làm thuê thì chục năm nữa rồi mình cũng phải trở về. Cái may nhất là mình có chồng, có con, người ta một thằng con trai, mình lại còn tận hai thằng, mình lại còn có cả cháu nội. Rồi tất cả những thứ đó không phải người phụ nữ nào cũng có được. Vậy thì cái mình đang có là cái tuyệt vời, đúng không? Thế thì thôi, thỉnh thoảng nó là cái kỷ niệm riêng, mình ai cũng thế thôi, đến một cái tuổi nó hay nhớ về tuổi thơ. Sau 50 tôi cũng thế. Tôi quê ở tỉnh lẻ, ngày xưa tôi chỉ giờ rảnh rỗi cứ nhớ đến cái năm ấy, đói ơi là đói, phải lũ lụt thế này, phải đi mò cua ăn thế nọ, nấu cháo chai để ăn chiều bữa, vân vân. Đôi khi là vừa nghĩ vừa khóc vì xót xa những năm tháng tuổi thơ vất vả. Đấy, nó là hết sức bình thường của mỗi con người. Ai cũng thế, đến một lúc chững lại thì ta nghĩ về quá khứ mà. Vâng. Thế thì không đào bới nữa,
bởi vì có đào cũng không làm gì, không lẽ bây giờ lại đi đi xem bói à? Để đúng nhận sai cãi à? hay là thắp hương bố mẹ rằng bố mẹ ơi linh ứng báo cho con xem là con có phải là bố ruột, con ruột hay là con nuôi à? Giả sử có là con nuôi, giả sử đây cứ giả sử trường hợp xấu nhất nhé, là con riêng của bà mẹ, thì mình cũng rất biết ơn ông bố. Ông bố đã không ép mẹ mình phá thai. Ông bố chấp nhận để cho mẹ sinh ra mình ở cái cõi đời này. Nhưng anh ơi, em cứ nghĩ lại ngày xưa ba đối xử với em thật tệ, em thấy nặng lòng lắm. Nhưng sau này ba già, ba ốm đau thì ba vẫn ở bên nhà em. Thì em lúc đấy em không biết gì, em vẫn chăm sóc ba đến nơi đến chốn. Thôi, vẫn thương ba. Cái nghĩa cái tình. Nhưng mà không lẽ mình biết thì để mình trả thù ông nha. Nó qua hết rồi. Em thấy nó nặng lòng, nó cứ một mình chịu đựng, em cảm thấy nó khổ tâm thôi. Chứ bây giờ em thế này, thỉnh thoảng rảnh rỗi mình về quê, mình thắp hương. Chắc là ông bà ngoại thì là có cậu thắp hương thờ cúng không? Nhà em có ba chị em gái, ba em chăm sóc ông bà và rồi. Ông bà mất thì em chôn cất thờ ở nhà em luôn. Rồi, mình cứ thắp hương lên, mình nói như mình giải bày lòng mình ấy mà. Chẳng hiểu sao con cứ nặng lòng, đôi lúc con thế này, con thế nọ. Thôi thì chỉ mong cho là nếu như trước đây có một cái điều gì đến nó trắc trở, thì bây giờ ba thương con, phù hộ cho vợ chồng con và các cháu khỏe mạnh, làm ăn nó dễ thở, dễ chịu. Đến thế thôi. Mọi cái, đến kẻ thù mà rồi khi chuyện nó qua rồi, người ta cũng còn khép lại quá khứ, mở tới tương lai, huống chi như một người. Về mặt gì chăng nữa thì tất cả là do cái đầu mình nghĩ ra, chứ còn thì đúng là vẫn là bố mẹ mình, chứ trên giấy tờ thì vẫn là bố mẹ. Mình chỉ suy từ vài cái câu mắng hay cái câu chửi này, với mấy ông say rượu mà ông hay chửi con là mày không phải con tao đó, thì chẳng lẽ lại dựa vào cái câu nói của lúc tức hay lúc say rượu ấy mà đi xét nghiệm ADN à? Cho nên thôi, hãy nghĩ đến hiện tại là cái mình đang có và tương lai sắp đến gần, là cho nên cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm ăn rồi tiết kiệm tiền, rồi nhớ là làm đến một lúc nào đó các cháu lớn rồi về với ông ấy nhá, chứ mình năm ba là ông cũng 54, 55 đúng không? Nhiều trường hợp là vợ cứ bò ra đi thành phố làm kiếm tiền, xong ở nhà là ông ấy lõng khoắng, rồi cuối cùng cái đấy mới là cái đáng lo thì lại không lo. Nhá. Anh ơi, chồng mình cũng không nên tâm sự hay đâu. Không, thôi, tâm sự làm gì, tự nhiên người ta lại nặng lòng thêm ra. Và mấy cái sự nó không có cái gì rõ rệt cả. Mà kể cả có rõ rệt thì tâm sự cũng có giải quyết gì được đâu. Gia bảo bây giờ này, ông bà để lại mấy sào đất ấy, mà hai bà chị kia đang cố tình chứng minh rằng mình không phải là con, để ông hai cái bà cướp mất chẳng hạn. Nó phải liên quan cái gì để mà mình phải đấu tranh. Nhưng còn đây chỉ là giải quyết cái nghĩ của mình thì thôi. Gác lại, hãy nghĩ rằng là rất nhiều ông bố chửi con là mày không phải con tao, thậm chí con đứa con hư còn quát lên là ông không phải bố tôi nhá. Anh ơi, nhưng mà ba em không rượu bao giờ chứ. Có lần ba em không cho em đi học và mang hết các sách ra ông vũ bùn á, ngày dám lên ấy. Bây giờ em cứ nghĩ lại những lúc ba hành động với mình như thế, em thấy tủi thân thôi, chứ còn mà một mình cứ nó cứ buồn ngủ kiểu gì. Rồi nó qua rồi. Thứ nhất là ông bố mà ở nông thôn mà không có con trai, có ba cô con gái là cũng xót ruột. Mình là gái út đúng không? Trong đầu ông là kỳ vọng, là mong muốn là mình có thằng con trai để cắm hương với chống gậy. Cuối cùng lại là đứa con gái, cho nên trong lòng cũng có, anh đoán, tôi đoán vậy là cũng đã thất vọng rồi. Thế cho nên là thôi, chuyện cũ gác qua nhé. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn. Và cảm ơn chuyên gia. Chị ơi, chị cũng bớt nặng lòng đi chị nhé. Chuyện thì cũng là chuyện như chuyên gia cũng đã nói rồi, là chuyện quá khứ rồi. Và hiện tại thì ta giải quyết cái đó, trừ khi nó gắn với cái lợi ích thiết thân thì hẵng suy nghĩ đến chuyện đó. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện đến tổng đài. Vâng, chào chị. Dạ vâng ạ, em chào chị Lan ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gọi từ tỉnh Ninh Bình. Alo ạ, thính giả từ tỉnh Ninh Bình đâu ạ? Dạ, em nghe ạ. Vâng, chào chị. Câu chuyện mà chị muốn mang đến với chương trình ngày hôm nay là gì? Em muốn hỏi đến chương trình là vì chuyện sinh hoạt vợ chồng ạ. Vâng. Chị có thể kể rõ hơn được không ạ? Em trước đây thì bình thường em mới đi xuất khẩu lao động về, mà chồng em chỉ mới độ nửa tháng nay thôi là về cái khoản sinh hoạt vợ chồng tự nhiên anh ấy yếu hẳn luôn, không làm ăn gì được. Vậy thì liệu có bị bệnh gì không? Thế là vợ chồng mình bao nhiêu tuổi rồi chị nhỉ? Dạ, em hai vợ chồng bằng tuổi 50. Bằng tuổi nhau là 50 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng. Đợt trước thì mình đi xuất khẩu lao động thì mình đi mấy năm mới về, hay là em, mình đi cứ em, biền biệt vài năm mới về rồi? Em đi 5 năm ạ. Dạ. Vâng chị, 5 năm đúng không ạ? Vâng. 5 năm.
Thế là trong khoảng 5 năm đấy là mình cũng không có ghé về nhà thời điểm nào không, đúng không chị? Hay là mình... Không, em không về lần nào. Không về lần nào. Tình hình là chồng mình thì chị đánh giá là yếu thế nào? Có cái biểu hiện như thế nào? Mới có độ nửa tháng nay thôi, đến giờ chẳng hạn như anh ấy rất thèm chuyện quan hệ vợ chồng mà không làm gì được. Không làm gì được ấy. Tức là không cương cứng được hay là... Vâng. Thì có bệnh gì không, em không ngoài là như vậy. Em mà chương trình vẫn chưa hiểu lắm, tức là chị nói là vâng, thế được rồi, bây giờ bác sĩ Hải sẽ cùng trò chuyện với chị. Ờ, tôi chào bạn. Dạ, em chào chị ạ. Bạn về nước lâu chưa? Dạ, em về được 3 tháng rồi chị ạ. À, mới về được 3 tháng à? Thế cái thời điểm mà mình về nước ý thì mọi chuyện vẫn ổn đúng không? Dạ vâng. Thế và khoảng nửa tháng nay thì bắt đầu có vấn đề. Vâng. Không thực hiện được hành vi quan hệ tình dục. Vâng, anh ấy bảo là em là cho anh uống cái gì mà em không cho uống cái gì hết. Nó bạn thực cảm thấy nó có vẻ đột ngột không, hay là nó yếu dần sau đó thì nó mất hẳn sự cương cứng? Không, tự nhiên mất hẳn luôn. Mà cái hôm đầu tiên thì bị mất hẳn, em không nhịn được cười, em cười cả một buổi sáng hôm đấy luôn. Em nhìn thấy anh là em lại buồn cười. Cái hôm đầu tiên khi mà mình trở về nước á hả? Không, em mới em về nước được 3 tháng thôi mà anh mới bị nửa tháng nay thôi. Vâng. Không biết là trong cái thời gian mà bạn đi nước ngoài 5 năm ấy thì không biết chồng bạn ở nhà có quan hệ với người khác không? Chắc mình không biết đâu nhỉ? Mình biết không? Dạ, vâng, có chị ạ, có chứ. Có không? Có. Thế là sao người sai mà không được? Vâng. Sao biết? Thì em đoán vậy thì 100% không bao giờ có chuyện không có được. Và thời mà mình thấy điều đấy là bình thường à? Chị bảo bây giờ bị làm sao được, kệ. Thực ra cũng có bản lĩnh đấy nhỉ, biết là như thế rồi mà vẫn thấy bình thường được, cũng giỏi đấy. Em nói thế mà. Thôi, người ta là đàn ông đúng không, mà mình lại em, đi vì em. Công vì việc mình đi xa như vậy, có một số thứ mình vẫn phải chấp nhận, biết em là như thế em. Nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở để chấp nhận đúng không? Em về em bảo anh hẳn, nếu mà anh có tính như vậy mà anh muốn đi ở với con nào em chấp nhận, em không cần. Anh cứ đi hẳn luôn, kể cả anh làm được tiền bao nhiêu anh ôm đi. Còn gì hết, nhưng mà không dám. Ai lại nói thế? Nói thế nhớ người ta đi thật nói chết. Dạ, em quan trọng. Các con của bạn lớn hết chưa? Dạ, con em lớn đây chị ạ, em có cháu nội rồi. À, có cháu nội rồi. Vâng. Bạn thực sự là đã kiểm tra cơ quan dương vật của chồng lần nào không? Bạn có chị ạ. Nó đúng là nó không thể cương cứng được à? Được một tí thôi chị ạ, thế là lại nhiều ngưng yêu. Tức là mà không thể thực hiện được hành vi quan hệ tình dục đúng không? Không, chịu bó tay đi ngủ. Chịu bó tay đi ngủ. Ba lần mà chịu cả. Ba lần chịu cả, ba lần đúng thế không? Thế em, vâng, thế là đại động bà thì em mà thôi nằm yên đừng động, bảo em tức em không cho nữa. Tôi rất là không rõ là chồng bạn có mắc một cái bệnh, những cái bệnh mãn tính gì không nhỉ? Ví dụ không, như... Sao bạn biết? Thì em không có bệnh gì, chồng em không có bệnh gì. Bạn đã đi khám với anh ấy bao giờ chưa mà biết là không có bệnh gì? Anh ấy chỉ mỗi bị bệnh bệnh trĩ thì có ạ. Vâng. Tạm gọi đấy là rối loạn cương dương. Tức là trên bảo dưới không nghe, đúng không? Lúc muốn thì lại không đủ cương cứng để mà có thể thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục. Yeah. Và nguy cơ thì nghe chừng có vẻ như là thậm chí lại có thể liệt hẳn luôn. Chứ không, 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 không thể có sự cương cứng được. Thì nó có thể có một số nguyên nhân, nó có thể có nguyên nhân từ nguyên nhân thực thể, tức là do những bệnh lý của cơ quan sinh dục và bệnh lý của một số cơ quan ngoài cơ quan sinh dục, nó cũng thể có cái gây ra cái triệu chứng như là ở chồng bạn. Ví dụ những cái bệnh lý mà bởi vì mình hình dung là dương vật ý, nó là một cái tổ chức nó có rất nhiều các cái vật hang rồi là vật xốp. Thế và khi mà máu nó phải bơm đến để đầy các cái vật hang vật xốp đấy thì dương vật nó mới cương cứng được. Vậy thì những cái bệnh lý mà làm cho cái lượng máu nó không thể bơm đến để đủ lấp vào các cái vật hang vật xốp đấy thì nó làm cho dương vật không cương cứng. Một cái nguyên nhân nữa, thứ hai nữa là có thể nó do những cái bệnh lý về thần kinh. Tức là khi mà có những cái vấn đề về thần kinh thì nó
nó gây ảnh hưởng, hay nói cách khác là làm rối loạn cái điều khiển cái sự cương cứng của dương vật. Và nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như ở chồng bạn. Một số những bệnh có thể nặng hơn, có thể gây liệt chẳng hạn. Ví dụ như thế. Vậy thì tôi nghĩ rằng là cái vấn, và nhưng bên cạnh đấy thì nó cũng có một số những cái bệnh lý, những cái yếu tố nguyên nhân về mặt tâm lý. Tức là một cái người mà người ta có thể xa vợ rất là lâu rồi, khi mà thậm chí khi mà quay trở lại quan hệ tình dục với vợ ngay trong đêm đầu tiên, người ta có thể không thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục là do cái tâm lý của người ta nó bị trong thời gian dài nó cũng có thể ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà ở đây của mình thì đã 3 tháng rồi, và lúc trước thì có thể thực hiện vẫn bình thường đúng không? Hiện tại gần đây thì nó mới có hiện tượng như vậy. Có lẽ là theo tôi thì mình hai vợ chồng nên đi khám đi. Nhờ, mình cũng coi như là có thể anh em mắc một cái bệnh gì đấy như là các cái bệnh khác thôi. Nó có thể bệnh ở cơ quan tim mạch, nó có thể ở cơ quan tiêu hóa, nó có thể ở cơ quan hô hấp vân vân. Thì đây nó là bệnh lý của cơ quan sinh dục và mình cần phải đi kiểm tra. Như tôi đã nói, nếu như mà nó là bệnh lý của cơ quan sinh dục thì người ta sẽ điều trị cho mình. Còn nếu như nó là bệnh lý ở ngoài cơ quan sinh dục thì có thể phải điều trị các cái bệnh khác. Ví dụ như vậy. Thế chứ còn nếu mà cứ để không như thế thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của anh ấy. Và anh ấy khi mà anh ấy tâm lý của anh ấy nó không thoải mái, anh ấy luôn luôn tự ti và nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của các bạn. Thứ hai nữa là mình xác định đây là vấn đề nghiêm túc. Tức là cái vấn đề này có thể là do yếu tố bệnh lý, một cái bệnh lý nào đấy. Chứ không phải là do ông ý, rồi bây giờ ông ấy lại nghĩ là mình cho ông ấy uống cái gì hay là ăn cái gì làm cho ông ấy yếu đi. Ví dụ như vậy, trong khi đó thì mình lại có thể lại nghĩ là hay là ông này ông ấy có bổ bịch ở đâu. Rồi ông ấy lại đi quan hệ với người khác hết rồi. Đến lúc về nhà thì ông lại không thực hiện được việc đấy với vợ vân vân. Rất nhiều những cái yếu tố khi mà mình không biết rõ được cái lý do hoặc là mình không biết rõ nguyên nhân thì nó sẽ ảnh hưởng cái chất lượng cuộc sống của bạn. Nhất là bây giờ bạn hai vợ chồng cũng đã bước vào cái giai đoạn trung niên rồi, nó có những điều mình rất tế nhị và mình cần phải được giải quyết, chứ không thể nó cứ để âm ỉ thì nó sẽ không tốt. Cho dù mình có thể nói là mình không cần, có thể nói là ông muốn đi đâu thì đi, hay ông muốn làm gì thì làm, nhưng thực ra nếu như mà mắt không nhìn thấy thì tim không đau thôi. Chứ bây giờ bạn về nhà rồi mà nhìn thấy ông ấy đi với người khác, không thể nói là tôi cho ông đi thoải mái được đâu nhé. Và cứ theo tôi thì cố gắng là hai vợ chồng cùng đi khám, và khám ở cái bệnh viện mà nó có chuyên khoa về nam học ấy ạ. Thì người ta mới có thể khám cho chồng để xem là nguyên nhân vì sao mà nó lại rối loạn cương dương mà lại có nguy cơ liệt dương như vậy. Bạn nhé. Vâng ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia. Và hy vọng là mình sẽ có những cái giải pháp để cải thiện thì các cái câu chuyện đó của vợ chồng mình chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chương trình ạ. Chào chị. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyển đến với câu hỏi từ thủ đô Hà Nội. Alo ạ. Vâng, chào chị. Dạ vâng, vâng em chào anh ạ. Và không biết là mình có tâm sự dạ, gì vâng. muốn đem đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. À dạ vâng, em nhờ chương trình tư vấn cho em về chuyện tâm lý tình cảm ấy ạ. Tức là em và chồng em ý, hai vợ chồng em thì hiện tại là đang sinh sống tại Hà Nội ạ. Thì là anh chồng em ấy, anh trai ruột của chồng em, anh trai thì ruột anh của chồng có, vâng anh trai ruột ở chồng em thì ở quê, thì ngày xưa cách đây 4 năm thì anh có xuống đi làm cho chồng em, tức là 4-5 năm rồi ạ, thì có xuống đi làm cho chồng em ở dưới Hà Nội thì cứ làm thì tầm nửa năm hoặc là mấy tháng thì đã anh ấy lại về một lần ấy ạ. Thì cái thời gian mà anh ấy có xuống đây làm cho chồng em thì vợ của anh ấy ạ, vợ của anh chồng em thì ở nhà thì có quan hệ với cả, tức là mấy anh hàng xóm ấy ạ, mấy anh hàng xóm ở dưới quê, xong rồi kiểu có, tức là người nhà em ở quê thì có bắt gặp được vài lần. Nếu mà để tính ra thì cũng phải cách đây tầm 9 năm rồi ạ, tức là cái mối quan hệ đấy cũng phải 9 năm đến 10 năm rồi, thì mọi người có bắt được một lần. Xong rồi cũng họp gia đình rồi, gia đình nhà chồng em thì cũng tha thứ cho chị rồi. Thì cũng bảo là thôi bây giờ cũng tha thứ cho chị để cho hai vợ chồng chị ý làm ăn các thứ. Nhưng mà thì anh trai chồng em thì tiếp tục vẫn cứ xuống làm cho chồng em ở dưới Hà Nội này. Nhưng mà xong rồi trong thời gian mà có làm ở dưới này thì lại tiếp tục chị vẫn cứ đi ngoại tình với cả cái anh ở quê đấy ạ. À, rồi. Tức là cách nhà em có mấy nhà thôi ạ. Thì vẫn phải đến 2-3 lần.
thì gần đây nhất, tức là tha thứ mọi lần này mọi người cũng có họp gia đình thì cũng rất là văn minh, mà gia đình nhà em thì cũng kiểu tha thứ cho chị để cho vợ chồng anh chị kiểu sống để nuôi con, tại vì là anh cũng có hai bé gái lớn, là một bạn là 20 tuổi và một bạn là 17 tuổi ạ. Thì cũng bây giờ là cũng đi làm hết rồi. Thì ngày cách đây tầm 2 năm thì chị có, tức là lúc ý là anh chồng em không làm với chồng em nữa, thì có đi về ạ. Đi về quê thì chị lại có bầu. Tức là chị có bầu để kiểu mong muốn là đẻ thêm một cậu con trai nữa ạ. Thì là xong rồi cũng có bầu, xong rồi lần đầu tiên thì có bầu. Chị ơi, chị ơi, tôi nhờ một chút, mình nghe lại cái câu chuyện chính nhé. Thế thì như thế này, có thể tóm gọn lại là anh chồng của chị, anh trai của chồng chị thì có xuống Hà Nội để làm việc cho chồng chị đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thế xong sau đấy thì chị vợ ở nhà thì là mình có những cái quan hệ ngoài luồng. Và mặc dù gia đình đã khuyên bảo một vài lần, họp gia đình rồi, thế nhưng mà cái câu chuyện là vẫn không được giải quyết và chị vẫn qua lại với cả cái anh kia đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và thế thì đến thời điểm, tức là đến kéo cái câu chuyện này kéo dài được bao lâu rồi? Tức là được 9 năm rồi. Tức là chị ngoại tình trong 9 năm rồi? Hay là chị ngoại tình trong bao lâu? 9 năm rồi ạ. Ui, 9 năm rồi ạ. Vâng, nhưng mà gia đình chồng em thì rất là thông cảm và thương anh ấy. Tức là anh trai chồng em thì rất là hiền lành, chăm chỉ. Vâng. Tức là không chơi bời hay không gì cả ấy ạ. À, được rồi, em hiểu rồi. Vâng. Tôi hiểu rồi. Thế thì tức là anh ấy có họp gia đình như thế rồi mà chị vẫn như thế, thì anh ấy đã có cái động thái gì là muốn bỏ vợ chưa, hay là chỉ đơn thuần là anh ấy vẫn cam chịu thôi? Tức là em câu chuyện là 2 năm thì anh về thì chị có bầu, tức là chị có bầu thì là vẫn cứ nghĩ là con của anh đấy, xong rồi mọi người hàng xóm thì bảo là, tức là đẻ được ra cậu bé đấy rồi á, thì mọi người vẫn bảo là con của anh trai chồng em, nhưng mà mọi người cứ xì xào bảo là không giống. Tức là không giống thì là cũng để được tầm 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi thì là anh ý, tức là chồng em có việc thì lại nhờ anh ý là xuống giúp chồng em độ tầm mấy ngày, một tuần thôi là lại về. Thì trong thời gian lại anh có xuống làm cho chồng em. Xong lại thấy mọi người bảo là bắt gặp chị ý ở nhà lại qua lại mấy cả cái anh kia ấy ạ. Được rồi, thế thì bây giờ vấn đề như thế này. Thứ nhất là chị có cái quan hệ ngoài luồng. Thứ hai là cái cậu bé mà được đẻ ra đấy thì mình đã thử test ADN chưa? Thì là có phải con của anh không? Dạ, trong Tết thì mọi người có thử ADN rồi, chồng em có đưa đi ạ. Tức là ở nhà mọi người nghi ngờ thì là có lấy tóc và máu của anh chồng em với cả cái cậu con trai đấy là thử là không phải ạ. À, không phải, vâng, được rồi. Vâng. Thế là bây giờ mình muốn được tư vấn là bây giờ mình nên giúp anh là dứt bỏ khỏi mối quan hệ đó hay là muốn anh tiếp tục đúng không chị? Vâng, thế thì bây giờ là chuyên gia. Vâng, bây giờ chuyên gia Đinh Đoàn sẽ trò chuyện với chị nhé. Rồi, xin chào em. Dạ. Dạ, cháu chào bác Đinh Đoàn ạ. Trước hết phải nói thế này này. Dạ, giá bác. Như cái người trong cuộc ấy, người ta đau đớn, người ta vật vã, người ta đắn đo, người ta muốn tìm một cái hướng giải quyết, người ta gọi điện, người ta tâm sự với các chuyên gia thì là chuẩn nhất. Bởi vì thật ra lòng người ta muốn thế. Còn mình là cô em dâu. Đúng không? Còn kia là cái anh của chồng, ông anh chồng có bà chị dâu bổ bịch. Người ta cũng đau lắm chứ, nhưng mà chắc là cũng cân trước nghĩ sau sau đó mà không dám dứt ra. Thì bây giờ chẳng hạn như bỏ nhau thì cũng đôi khi cũng lại ngại với hàng xóm láng giềng là chắc là thằng này nó làm sao đấy để vợ nó cắm sừng, nó cặp bồ mà không biết. Thế rồi xì xào rằng đứa con kia là tò vò nuôi con nhện đấy, không phải con mình mà cũng thế nọ thế kia. Người trong cuộc người ta rất đau. Cho nên cái tốt của em chính là hai vợ chồng nói chuyện với bác ấy, xem thật sự bác ấy mong muốn gì. Chứ còn thì đây nghe có vẻ như là mình cứ sốt sắng mình lo hộ thì thấy nó không được. Chẳng hạn như là người ta cũng biết rồi, thế nhưng có điều có phải người ta không biết cách giải quyết đâu, nhưng người ta không muốn giải quyết bởi vì đắng lắm, cay lắm, dở đi cũng mắc núi dở lại, mắc sông bỏ cũng dở mà ở thế này thì đau rồi. Nhưng mà chắc chắn là 8-9 năm nay vợ ngoại tình liên tục mà chồng không dám làm gì, chứng tỏ anh chồng này một là yếu thế, hai là yếu lực, ba là yếu tính nhá. Vâng ạ. Vâng. Thế thì mình người ngoài mình nhìn thấy mình tức thay thì cũng không được đâu.
thăm dò vâng, xem cho bác cháu hỏi một chút là vâng cho cháu hỏi một chút là tại vì là anh có xuống làm cho nhà cháu nên là vợ chồng cháu rất là băn khoăn, cứ cũng nghĩ là nhiều khi là do anh xuống làm cho mình nên nhiều khi là xa vợ chồng xa nhau ấy ạ. Thì đấy, hai vợ chồng cháu cũng có một chút gì đấy áy náy, là cũng bảo là anh ấy xuống làm cho mình ấy, thành ra là chị ở nhà nhiều khi là anh chồng không ở nhà nhiều năm trời rồi ạ, nên lẩy sinh tình cảm cho với nên người khác, thế, nên là vợ chồng cháu cũng có một chút áy náy. Vâng ạ. Và cũng rất là thương anh, tức là anh chồng cháu, tuy là anh chồng cháu nhưng mà có vấn đề gì hay là có tâm sự gì thì anh hay tâm sự và hay kể chuyện với cả vợ chồng cháu ở dưới này ạ. Thế kể chuyện thì mình có bao giờ mình nói rằng là anh ơi, thế thì thực sự ra là trong lòng anh bây giờ anh nghĩ gì, anh muốn thế nào, hay là anh thôi cứ tạm gác lại anh về với chị một thời gian xem sao, hay là sở dĩ là người phụ nữ đôi khi chồng đi vắng rồi đói ăn vụng túng làm liều, nó cô đơn nó buồn quá rồi cuối cùng nó đi tìm chỗ nọ chỗ kia, mình phải tìm nguyên nhân. Vì 8-9 năm nay mà biết là như thế rồi cũng lại cứ tiếp tục thì ấy quá nhá. Mình cân nhắc, mình làm người tư vấn quân sư cho ông anh, còn người quyết định cuối cùng là ông anh. Còn nếu thật sự mong muốn mà có, bởi vì chuyện mình nó dài lắm, không thể nói 5 câu 3 điều đâu. Nếu thực sự là anh ấy hoặc là nhà mình ấy mà mong muốn nói chuyện nó đầy đặn cho nó có ra môn ra khoai ấy, thì gọi số điện thoại riêng nhá, 0243 826 2625 nhá. Dạ vâng ạ. Được. Cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn và xin được cảm ơn chị đã liên hệ với tổng đài. Thì hy vọng là mình đã có những cái hướng giải quyết cho riêng mình với những câu chuyện gia đình chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chương trình ạ. Chào chị. Alo, thính giả gọi điện từ Đồng Nai phải không ạ? Vâng ạ. Vâng. Chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Cho tôi hỏi, tôi gọi được con gái, nó năm nay 37 tuổi, nhưng nó bị tâm cảm. Bây giờ đang ở Đồng Nai, thì bệnh tâm cảm có chữa được không? Vậy lây chữa ở đâu ạ? Vâng, thế thì chị có thể cho biết là cái biểu hiện của bạn ấy thì như nào không ạ? Đi làm để áp lực công việc với lại về thì cũng vợ chồng có nhiều cái bất đồng, nên nó là sinh ra thì bệnh trầm cảm, cũng đi khám ở bệnh viện Đồng Nai, họ bảo là bị trầm cảm ạ. À thế ạ, vâng, tức là con gái của chị cũng đã đi khám rồi đúng không ạ? Và bác sĩ đã kết luận là cô ấy bị trầm cảm. Và bây giờ thì là gia đình cũng rất là lo lắng, không biết là sẽ có cái cách nào để giúp cho cô con gái của mình thoát khỏi cái bệnh trầm cảm này hay không. Vâng ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và sẽ chia sẻ cho chị những cái lời khuyên nhé. Vâng, xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào chị. Chị... Dạ, chị là chị hay là mẹ đẻ hay mẹ chồng của cô đó? Tôi là mẹ đẻ ạ. Mẹ đẻ con gái ạ. Con gái đấy ạ. Con gái thì ở trong Đồng Nai, thế còn mình thì ở đâu, chị ở đâu? Tôi ở Hà Tĩnh. Ôi trời ơi, thế hả? Thế xong rồi mình lo lắng cho con gái, nó gọi ở trong ấy thì nó gần Đồng Nai, nó có bệnh viện này, rồi nó gần thành phố Hồ Chí Minh, nó có đầy đủ các điều kiện. Mình thì ngồi ở Hà Tĩnh mình lo cho con. Này thế nhưng mà mình thấy tình trạng của cô thế nào? Tất nhiên là bác sĩ thì người ta kết luận là trầm cảm rồi. Mình không cãi lại lời bác sĩ nữa, nhưng mà cái bệnh gì nó cũng có nhiều cái mức độ. Ví dụ như ở mức độ nhẹ nhẹ, người ta vẫn có thể đi làm. Thế xong rồi người ta tự luyện tập ở nhà, rồi những người thân ở trong gia đình biết rằng là người bệnh như thế thì hỗ trợ thế nọ, hỗ trợ thế kia. Thế thì hiện nay con gái của mình, con gái của chị là vẫn đi làm được, hay là đến mức độ mà bây giờ nặng rồi khóc rồi mếu rồi vật vã rồi chẳng ăn uống rồi nhớ nhớ quên quên lẩm cẩm? Dạ con gái tôi là nó làm bên văn phòng mà giờ nó bị áp lực công việc, nó bệnh, nó khi nào là cứ cớm lên là nó tức ngực, nó vúng tay vúng chân ạ. Nó nghỉ làm rồi nhưng nó cũng cũng đi lại bình thường, nói chuyện bình thường, nhưng mà giờ mà có cái việc gì áp lực cho nó cũng đi như vậy ạ. Vâng, tức là đã ảnh hưởng tới việc là không thể đi làm được, mặc dù chỉ là làm văn phòng thôi đúng không? Dạ. Vâng, chị có nói chuyện thường xuyên với cháu không, rằng là dạ, bác sĩ cho uống thuốc gì rồi con có làm cái gì không, hay là cũng cứ ở nhà thế? Dạ có nói chuyện ấy, để cháu nó bảo là bác sĩ bảo là cũng làm gì dùng thuốc lá nhiều, từ mình vận động thì thở khó, tôi nghĩ là thở không khỏi ạ.
Thật ra thì bác sĩ bao giờ người ta thấy cái bệnh trầm cảm là cái bệnh mà về tâm lý tinh thần, bên cạnh cái thuốc hỗ trợ về chống trầm cảm, rồi thuốc ví dụ như mà buồn chán quá người ta sẽ cho cái thuốc mang tính cho nó hưng phấn lên, cho người nó vui vẻ vui tươi lên, vân vân. Thế còn lại đúng là phải chữa bằng tinh thần, chữa bằng tâm lý, nhưng mà thế này ông chồng cũng phải biết, các con cũng biết, cả nhà biết là cô ấy đang bị trầm cảm đấy, người ta dễ lo âu đấy, đừng có quá tháo quá mức. Buổi sáng thì vợ chồng dậy sớm mà dắt tay nhau đi bộ lên một vòng cho nó rèn luyện cơ thể, sau đấy thì gọi là ăn uống với nhau. Nếu trước đây vợ chồng hay xích mích cãi cọ áp lực ấy, thì nay thì biết rồi, biết là người bệnh rồi thì nhún nhường, đừng để cho cô phải suy nghĩ, ví dụ như thế, đấy là chữa đấy ạ. Thế rồi là bản thân cô cũng thế, mình biết là người có bệnh không có nghĩa không đi làm, bây giờ cứ ngồi ở nhà xong rồi hết ngồi xem tivi lại đến nghịch điện thoại thì cũng lại bệnh nó trầm trọng hơn đấy. Bởi vì đi làm nó còn được giải tỏa, nó còn có việc nọ việc kia, chứ đây ngồi một chỗ lương lậu đã không có, xong mà không luyện tập tích cực là có thi còn trầm trọng hơn. Cho nên nhắc tất nhiên cô ấy lớn rồi, chắc bác sĩ cũng có nhắc, nhưng về phía mình thì là người mẹ mình cứ lo từ xa thế. Thế mình cũng nhắc là con ơi, con phải thay đổi cuộc sống tích cực đi, dậy sớm này rồi hoạt động, để đi xem có cái lớp yoga hay là cái lớp vũ đạo vũ điệu gì, hay thậm chí chỉ là đơn giản là luyện tập thể dục nhịp điệu ở công viên, tham gia các câu lạc bộ dưỡng sinh với lại các chị em phụ nữ, rồi con cũng nếu tranh thủ, nếu nhà có vườn có tược thì cũng làm vườn làm tược đi, vân vân. Thậm chí là nếu mà nhà rảnh đến mức độ không còn có việc gì mà làm thì cũng đi bộ hoặc là tập đạp xe đạp. Khi mà cơ thể sức khỏe nó tăng cường lên thì nó cũng lại hỗ trợ lại sức khỏe tinh thần, tức là sức khỏe thể chất tốt thì tinh thần nó cũng được sảng khoái đó. Chứ còn nếu không cứ ngồi đấy mà ủ rũ thì là bệnh đúng có người trầm trọng lên. Bệnh này thì đúng là không chết người, thế nhưng mà nhiều người là một ngày nào đó tự nhiên nghĩ vẩn vơ, thấy chán đời, rồi thấy cuộc sống sao mà vô nghĩa, rồi mình lại không đi làm thế này, rồi chồng lại nói câu ra câu vào cho rằng là ăn bám với lại của nợ gì đấy. Thế rồi những cái người trầm cảm là cứ hay suy diễn, nghĩ lung tung, là có khi làm những việc dại dột nữa đấy. Dạ đúng rồi anh ơi. Rất là sợ như thế, thì uống thuốc ngủ chẳng hạn, bảo cho nó quên đi, hay là lại làm những điều dại dột. Cho nên là chị gọi điện, đặc biệt là mình nói chuyện với cậu con rể ấy. Vợ anh con ơi, bây giờ dạ. Anh Ninh nói đây, tôi nói thật với anh là rằng con rể tôi hỏi thăm thì nó cũng bảo là con gái tôi bình thường ạ. Nó nói với chuyện là con gái tôi giảm thôi, vợ chồng dần nhau là thằng con rể nó bỏ nó đi, để nó đi phòng cò khác rồi. Đi phòng trọ khác. Có người khác không? Bây giờ nó để một đứa con 8 tuổi đó cho con gái đó. Tôi bảo con gái tôi về quê mà nó lại không về. Trời ơi, tức là hai vợ chồng thì vào trong đấy làm ăn thôi đúng không? Chứ chẳng phải là không phải là có những cái nguồn sinh sống cơ bản gì. Xong rồi ở thì ở thuê, bây giờ thì thấy vợ thế thì anh rể lại đi thuê nhà ở chỗ khác mà chẳng biết có chung sống với người khác không? Dạ không được cái chứng sống người khác, cái vợ chồng nói nhau rồi ôm nhau đi, chắc là tôi nghĩ là con gái tôi không làm được cái việc đấy, nó làm thương lương tháng mới 23 triệu đi, vợ chồng thấy vui vẻ chứ nó bỏ đi, chắc nó làm được một năm nay, con gái tôi bị bệnh không làm được cái, chắc nó chán rồi, nó vợ chồng nói nhau là nó ôm đồ nó bỏ đi. À đợt năm ngoái đấy con gái hay là có bị covid không hả chị? Dạ không ạ. Không ạ, vâng, may tưởng lại thêm cái covid, xong giờ lại hậu covid nữa thì chị có vào trong đó với các cháu không? Xin lỗi là chị năm nay có dạ, còn khỏe. Dạ tôi năm nay là năm 57, 58 tuổi. Ôi còn trẻ lắm. Bà ngoại ơi, bà ngoại rảnh rỗi bắt xe đò xe chuyến được Hà Tĩnh vào trong đấy xem cái đường ăn nét ở của mẹ con nhà nó thế nào. Đôi khi người ốm cái ì ra rồi nghĩ rằng là chồng mà bỏ đi trọ ở chỗ khác là dễ lại ở với cô khác, xong bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ lắm, là nghĩ liều đấy. Cho nên là mình vào bây giờ còn có ai là người thân đâu, thế thì ở trong đấy có cô em cô chị hay là cậu em gì của cô ấy không? Dạ cũng có mà ở xa ở Lâm Đông ạ. Ôi trời ơi, thế đấy,
Thế bây giờ mà lại còn có mỗi một người chồng là cái người mà gọi là tin yêu nhất mà lại đi bỏ đi ở chỗ khác trong khi mình bệnh tật thế này là dễ nghĩ quẩn lắm. Bà vào trong đó đi với cái cô xem tình hình thế nào rồi tóm cổ mẹ con cô đi ra ngoài đây, hoặc là ít không thì định hướng đi. Tao thấy mày cũng khỏe đấy, bây giờ đi làm ăn đi, không cần làm ở văn phòng nữa thì mày đi làm thuê việc nọ việc kia gì ở trong Sài Gòn đi đầy ra ấy. Bán hàng giờ, siêu thị hay là giờ tạm thời là nó đang đi đi mua hai ba tháng hay là nó làm nó đứng bế cà phê một tháng được triệu mấy, được triệu 8 ngàn, được 1.800.000. Trời vâng, thế xong rồi lại còn thuê nhà thuê cửa, lại còn hai mẹ con nữa thì cũng cũng co kéo, cũng khó khăn lắm đấy ạ. Đấy, chị lưu ý để ý một tí nhá, giữ gìn liên lạc thường xuyên, xong rồi đặc biệt là bày đặt thôi. Bây giờ thì con ơi, quan trọng nhất là sức khỏe của mình. Thế còn cái người chồng mà trong lúc vợ như thế này đi bệnh viện, bác sĩ còn bảo là bệnh mà chồng còn không tin là bệnh là nghĩ là giả. Cái bệnh trầm cảm nó không phải là bệnh điên, nó cũng chả phải bệnh tâm thần để mức độ mà có thể người đó la hét khóc hay là đi lang thang ngoài đường, đúng không? Đúng là nó là bình thường. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó thì cơn bệnh nó lên và có người đã quyết định làm trò dại dột trong giây phút thôi. Cho nên là rất nhiều người cứ nghĩ là bình thường hoặc là cho rằng là bệnh còn giả vờ nữa. Bệnh viện là bác sĩ chỉ có thể là hỗ trợ để cho tạm thời ổn định. Còn về nhà người ta sẽ hướng dẫn luyện tập rồi tự mình điều chỉnh cái lối sống cho nó tích cực thôi. Chị lưu ý hỗ trợ em một tí. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chị hãy động viên và hỗ trợ con gái mình trong cái lúc khó khăn này chị nhé. Dạ, tôi cảm ơn anh Đinh Đoàn, cảm ơn chương trình nhiều. Vâng, chào chị, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chào anh. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Cần Thơ. Alo, thính giả gọi điện từ Cần Thơ phải không ạ? Dạ. Vâng, chào chị. Xin hỏi câu hỏi của chị là gì ạ? Dạ, tôi hỏi cho chương trình là con trai tôi năm nay 30 tuổi. Vâng. Mà có yêu một bạn gái năm nay 31 tuổi. Vâng. Nhưng mà yêu nhau 3 năm rồi. Mà bây giờ ở về cũng chưa có cưới, nhưng rồi về cũng có về chung sống với nhau được khoảng 2 tháng nay. Vâng. Nhưng mà nghe cháu nói là quan hệ tình dục với bạn gái không được. Vâng. Con trai cũng rất là cởi mở chia sẻ với mẹ mọi chuyện đúng không ạ? Và bây giờ cố gắng thấy cháu buồn quá thì cũng hỏi, cố gắng hỏi. Vâng. Thì thấy cháu cũng chia sẻ là như vậy đấy, là thì cũng chuẩn bị là tháng 8 là đám cưới đó, nhưng mà thấy nó như này tình hình này thì lại hết còn dùng dằng lắm, chưa có đám cưới. Vâng. Thế là tôi cũng đổi hỏi chương trình cho nào cái trường hợp như thế này thì nó có chương trình, nó có cái bác sĩ tư vấn cho tôi xem là có thuốc thang hay là có như nào để cho bạn gái có để quan hệ được không ạ? Vâng, hai bạn thì cũng đã có kế hoạch sẽ làm đám cưới vào tháng 8, tháng 9 sắp tới đúng không ạ? Và lại trong quá trình tìm hiểu nhau thì có những cái chuyện như thế. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Xem bác sĩ sẽ có những cái lời khuyên gì dành cho chị ạ. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Vâng, chào chị. Dạ, em chào chị. Vâng, chị chắc là cũng là người mẹ tuyệt vời đấy, để con trai mình nó có thể tâm sự được những cái chuyện rất là riêng tư thầm kín đúng không ạ? Vâng, thế vâng, thế cháu nói với chị là quan hệ không được là thế nào ạ? Cháu cũng kêu là cháu đưa vào mà bạn gái toàn là ba hồ là khác, nó cứng cái đùi, hai cái đùi nó cứng lại. Mấy nãy này nếu mà nó không cứng lại thì nó hai khép hai cái đùi nó đẩy ra. Không thể vô được. Dạ. Thế mà cháu thì cũng có đi khám ở, không phải đi bệnh viện mà cháu khám ở tư nhân. Vâng. Ở bác sĩ ở bệnh viện Từ Vũ Sài Gòn đó. Vâng. Ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đấy, mà thì cháu cứ kêu là hai đứa cùng cứ khám cũng không có bệnh gì, không có sao. Mà về cũng vẫn không, cũng cho thuốc để có uống thuốc uống đấy, mà cũng không thấy có chuyển động gì cả. Gia đình cũng cứ lo, tôi cứ lo lắm. Đi khám thì là khám cái gì ạ? Đấy, cháu thì bị đi khám như kiểu là đi tư vấn bác sĩ á. Vâng. Tư vấn bác sĩ mà bác sĩ cũng có khám để xem là có dịch có huyết gì không ấy. Nhưng mà thì thấy cháu cũng bình thường, không có gì, cửa tử cung cũng bình thường, buồng trứng bình thường. Vâng.
cái đứa con bạn gái nó nói là bình thường, cái gì cũng bình thường cả, con không có sao, mà con trai cũng không có sao cả, mà tôi nghĩ trên đời tôi chưa thấy bao giờ có cái vụ mà tam nữ lên giường mà không quan hệ được, để tôi cứ lo. Vâng, cái như vậy có nghĩa rằng là về mặt thực thể thì là không có bệnh tật gì cả, nhưng mà cứ đến lúc sinh hoạt thì khi bạn nữ ấy là các cái cơ, nói tóm lại các cái cơ nó cứ gồng lên và nó làm cho cứng, và vì vậy là không đưa được vào, đúng không ạ? Không đưa được vào. Vâng, nó cứ đẩy ra thì cái này nó về thực thể nó không có bệnh tật, không có u gì cả, còn lại thì nó là yếu tố tinh thần. Có thể là một cái kỷ niệm, một cái ký ức gì, một cái kỷ niệm, một cái ký ức gì đấy từ xa xưa ấy, để mà có thể nhá, có những trường hợp ấy và nó để lại một cái cảm giác mà để đến khi mà gần cái chuyện mà gọi là quan hệ tình dục nó được lặp lại ấy, thì nó gây một cái ức chế trong thần kinh và nó dẫn đến cái chuyện đấy, người ta hay dùng cái từ nó gọi là lãng cảm. Đấy, không thiết gì cái chuyện tình dục cả. Và thậm chí nặng hơn nữa rằng khi mà gần nhau và khi mà quan hệ tình dục thì cái cơ thể từ vấn đề, từ cái ký ức xưa mà cái cơ thể nó còn có thể gây đau, gây khó chịu ấy, để mà cái cuộc tình ấy nó không diễn ra được. Vâng, thế thì bây giờ như thế này, đi khám, tức là hai bạn này thì cũng cởi mở và cũng cùng nhau đưa nhau đi khám được, thế là tốt rồi. Vâng, tôi dục đó, tôi dục lắm. Vâng, thế tôi không dục, tôi dục, tôi quan tâm, tôi dục. Mẹ cứ bình biết, mẹ cứ bình tĩnh. Là hai đứa về ở với nhau thì đi, nhưng bây giờ trước hết phải đi khám bên khoa sinh sản đi, xem là có bệnh tật gì không, chứ ngừa chứ giết gì đi. Vâng, ở với nhau được, nhưng với các con nó có khỏe mạnh. Vâng, mẹ quá tân tiến đi, đúng không? Như thế là đúng đấy, lời tư vấn của mẹ là đúng rồi. Thế và đến khi, thế nhưng mà khi mà mẹ tư vấn như thế thì các con nó có thoải mái để về gần nhau không? Hay là chỉ vì vâng lời mẹ mà chúng nó phải về gần nhau? Không, hai đứa thì thương nhau. Còn mà tôi không có giấu bác sĩ như này nữa, hay một chuyện như này này. Vâng. Bé gái này lại có chồng. Trước là đã có chồng, mà có chồng 8 tháng rồi là thôi. Là hai vợ chồng chia tay. Vâng. Hai đứa lần đầu tiên là chia tay rồi. Rồi. Thế mà bây giờ là lại mấy con trai tôi là thì nó con trai tôi thì nó lại như vậy, mà tôi cứ nghĩ là không biết là con gái nó có chồng mà làm sao nó lại bị như vậy. Con gái có chồng nhưng mà cũng chưa có con, đúng không ạ? Chưa, dạ chưa. Vâng, thì đấy, như là tôi nói với chị rằng là có thể là cái câu chuyện tình của cái bạn gái đấy, con dâu tương lai của mình ấy, nó có những cái rất là sâu sắc ấy, để mà có thể bình thường như này nó quên đi, thế nhưng mà đến những cái lúc mà những cái thời gian nào đấy, và đặc biệt là mà khi mà gần với con trai mình ấy, thì cái đau đớn có thể cả về thể xác lẫn tinh thần của cái cuộc tình trước nhá, nó gợi lên ấy, và nó làm ảnh hưởng cho đến cái các cái sinh hoạt với con mình bây giờ. Thế thì bây giờ giải pháp là như này, cả hai bạn ý cùng đã đi khám ở bệnh viện, nhưng ở bệnh viện thì là khám về mặt bệnh tật, vâng, khám bác sĩ cũng được rồi. Vâng, trong trường hợp này khám bác sĩ cũng được rồi, bởi vì người ta sẽ siêu âm thấy rằng là không u, không cục gì cả để mà ảnh hưởng đến chuyện đó. Vậy thì nếu hai bạn mà, tức là chị có thể nói với con trai mình ấy, làm thế nào để mà chia sẻ được, để tạo được ra một cái môi trường hoặc là một cái thời gian để rất cởi mở với nhau để nói chuyện với cô gái kia kìa. Là lý do tại sao bình thường yêu nhau như thế mà đến lúc quan hệ thì nó lại cứ có phản ứng như thế, hoặc là mình cũng không hỏi lý do thì rất khó nói. Ôi thế lúc đấy thì em nghĩ gì,
đúng không ạ? Cái lúc mà mình gần nhau như thế thì em có nghĩ gì các cái câu chuyện cũ, có thể các cái chuyện tình cũ ấy nó có xuất hiện không? Tức là muốn hỏi thăm cái trạng thái tinh thần, tâm lý của bạn ý vào cái thời khắc đấy. Cái đó phải là rất cởi mở với nhau và phải tin cậy nhau thì mới chia sẻ được, hoặc là cô kia cũng phải mở lòng. Còn nếu không, hai bạn cùng đi đến một bác sĩ tâm lý. Vâng, cái điều này là phải đến bác sĩ tâm lý, đến chuyên gia tâm lý cũng không cần bác sĩ. Và người ta sẽ tìm hiểu thêm cho là cái yếu tố tâm lý nào có thể có xuất hiện để mà cô có những cái phản ứng cái khi mà gần với người yêu ấy. Nó lạ thường đến như thế, mặc dù cơ thể là không có bệnh tật gì cả. Vâng. Phải đi tìm hiểu về khía cạnh tâm lý. Dạ. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm nha. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chị hãy gần gũi và chia sẻ với con trai mình hơn để có thể giúp cho bạn ấy và cô con dâu tương lai của chị giải quyết được vấn đề nhé, chị nhé. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Phòng. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Phòng phải không ạ? Vâng, alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, em chào chương trình ạ. Từ trước giờ em rất ngưỡng mộ chương trình và được chăm sóc sức khỏe và tư vấn những cái tình cảm đối tôi và từng cuộc sống hôn nhân. Vâng, rất là cảm ơn một thính giả yêu mến chương trình. Và bây giờ anh có thể trình bày câu hỏi của mình ạ? Câu hỏi của em là lúc thực sự là vợ chồng em lấy được 13 năm nay rồi. Vâng. Và rồi công việc vợ chồng thì cũng bình thường, mỗi người một việc. Công việc của em là ngành lái, nhưng mà làm gần nhà thôi. Vâng. Làm công trình mà, làm công việc gần nhà. Đang đi, thế là cứ làm ở trong nhà thì nói chung là vợ chồng thì vẫn bình thường, kinh tế, cuộc sống vẫn bình thường. Vâng. Thế rồi tối là vợ chồng gặp nhau mà vợ đi làm hành chính thì cũng 5 giờ về. Thế mà vừa rồi em bắt gặp được vợ là ngoại tình với một người ở gần chỗ làm. Thế là công việc là khác nhau nhưng mà đối diện chỗ làm với nhau ấy, cách nhau bên kia đường, bên đây đường. Vâng, anh bắt gặp được trong cái tình huống như thế nào? Em bắt gặp tình huống là qua nhắn tin, qua nhắn tin qua Messenger, xong là kiểu như có người bảo em là vào Zalo thì như kiểu nhắn tin muội mằn lắm, tình cảm. Thế em mới bảo là thế hãy khai thật ra thì em tha thứ, anh tha thứ cho. Vâng. Thế là người vợ em mới khai hết tội lỗi mọi cái. Vâng. Thì con tôm này cũng quen nhau được bốn gọi là mới quen nhau được 4 tháng rồi. Vâng. Mà cũng đi thu về cái vấn đề gọi là chăn gối. Dạ. Được vài lần cũng khai hết tất cả mà cũng không biết giấy gọi là tự khai đấy, tự việc kiểm điểm ấy. Vâng. Thế nên vậy em mong muốn chương trình là em cũng rất hôm nay em cũng vừa qua em dặn sang nói về bố mẹ đẻ luôn của tình hình, em chỉ trình bày bố mẹ đấy mà nói chung là em không cho ai biết cả. Xong đó em hôm ngày hôm sau em cũng gọi cái người tình đấy ra, người bồ ấy, của vợ đấy ra, rồi em cũng đăn đe rồi em xuống nhà em bảo. Vâng. Đấy thì em mong rằng là cho một lời khuyên có lên tha thứ cho người ta hay không, hay là dừng cuộc chơi vợ chồng ở đây. Vâng. Khi mà anh bắt gặp được chuyện vợ có những quan hệ với người khác như thế thì cũng rất buồn, rất bực, nhưng mà cũng đã rất là bình tĩnh để xử lý và cũng có những cái giải pháp hết rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì điều mình vẫn băn khoăn là không biết là có nên tiếp tục giữ gìn cuộc hôn nhân này hay như thế nào đúng không ạ? Vâng. Trong lòng mình vẫn còn gợn gợn một điều gì đó rất là khó lý giải và lo âu. Bởi vì người ta hứa là có thể thai và làm được cuộc đời. Vâng. Nhưng mà em lo này bởi vì cái công việc của hai người nó vẫn gần nhau. Vâng. Nhất từ ly thì tức độ. Vâng, rất là lo lắng nữa. Trước mắt thì không kinh không ấy, nhưng 1-2 năm nữa thì sao? Vâng. Đấy, em sợ cái đấy. Vâng, Dũng, những cái lo lắng của anh cũng rất là có cơ sở. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Chào anh ạ. Em rất nghe từ ngày từ lâu, từ ngày em đi bộ đội năm 2002 giờ cơ. Thế vâng. Chào chúc anh sức khỏe nhá. Và tư vấn cho bọn em được cái nhu cầu sức khỏe và cái tình cảm. Ừ. Vâng. Này thế cháu nhà mình mấy đứa mà tuổi bao nhiêu rồi? Cháu hôm nay đứa lớn học lớp 8, đứa thứ hai học lớp 3, hai đứa con gái. À thế hả? Đều ngoan cả. Kinh tế nhà mình ổn định, vợ chồng kinh tế thì nói chung ổn định, lương thì không để ý ai để ý cả.
Ừ. Cái vợ này lương hành vài triệu bạc, 6-7 triệu bạc em có để ý đâu. Rồi. Thế em làm công trình thì cũng là về máy móc, máy xúc kê. Ừ. Thì cũng là có đồng ra đồng vào, nó không phải phụ thuộc về vợ cả, mà vợ cũng được ngay làm, nhưng tất cả hầu như cơ bản là mình là người đứng mũi chịu sào nhiều nhất. Rồi, mình vợ là chính. Chỉ có một phần thôi. Ừ. Nhà cửa thì ở riêng rồi. Nhà cửa ở chung với ông bà. Ông bà nội hả? Ông bà nội. Ừ, mà việc này thì tối hôm đấy chỉ hai vợ chồng đóng cửa vào nhau chứ nhà dưới, mà mỗi mẹ đẻ thì nghe mẹ đẻ em ấy biết thôi, nghe phong phanh thôi, chưa nói, chưa biết rõ về cái vấn gì. Em chỉ bảo là nhắn tin mới dai thôi, chứ không phải đi sâu về cái việc kia. Ừ, đấy. Chứ còn là sang bên bố vợ ông mới gặp là cũng nói thẳng một điểm luôn, vừa đấy đã đi thấy đi nói kia. Đấy, cũng nhận nỗi rồi. Đấy, cho anh thì ông ngoại, nào? Ông ngoại thì lúc ấy chắc là xấu hổ lắm đúng không? Xấu hổ vài từ trước rồi, ông bà ngoại xin lỗi con rể. Ừ. Đấy, trước mắt ướt át xem là bỏ nào thôi, từ trước giờ thôi thì nó có lớn cũng có khôn. Ừ. Mọi cái trách nhiệm như thế nào, bố mẹ người đẻ ra là chịu trách nhiệm và xin lỗi con. Ừ. Nên là chú nói em con đẻ đấy. Cũng đấy. Khổ, tất nhiên là mình bí quá rồi mình phải làm thế, chứ còn chẳng có bố mẹ nào lại xui con gái mình làm những trò vậy đúng không? Vâng, thế nhưng mà thôi thì thói quen của đàn ông, tức là cứ khi mà vợ mà hư là trả về nơi sản xuất, thế nên là cứ hay trả về ông bà ngoại, thành ra ông bà ngoại cũng tội. Từ có bao giờ hỏi cô rằng thế làm sao em thiếu thốn cái gì em mà em chát chít đấy rồi? Thế năm lúc rồi là thấy kể cả thiếu thốn tình cảm, kể cả vợ chồng vẫn năm nay em 41 tuổi rồi, vợ 39, ừ. Phản thuế mai mà nộp đầy đủ, không thiếu cái gì cả, mà nộp bao nhiêu nộp tuần cứ đôi ba lần rồi đấy. Rồi thì em năm lúc cái khổ vì khỏe chứ. Không, thật ra thế này này, người ta ngoại tình không phải chỉ về thiếu cái đó đâu. Tự nhiên nhá, vợ chồng thì quen nhau rồi, mình thì cũng khỏe, tuần nộp 2-3 lần mạnh mẽ đấy. Thế nhưng mà cái cậu kia thì cậu lại có cái nhắn tin đêm cậu này. Vâng, đúng rồi. Ngủ chưa cưng, ngủ chưa cưng. Buổi trưa là đúng em nên căn giờ thì không, năm lúc mình tự hào vợ mình chẳng biết lắm cặp bồ đi kìa. Mà đúng chỉ buổi trưa nghỉ ngơi từ sớm 11 giờ đến 1 rưỡi mới làm cơ. Thì trong buổi trưa đấy là hai người nhắn tin với nhau, một cái tay thằng đấy là nó cũng nằm ở xe gần đấy. Ừ. Cho nên là hai người buổi trưa rỗi rãi, đầu tiên là chỉ là sửa xe thôi. Rồi. Đấy, trong đó rồi nhắn tin lại hộ anh hộ em cái xe rồi tình cảm nảy sinh cái dần dần. Đấy, nó phát sinh cái đấy mà rồi. Trong đó chỉ có buổi trưa 2 tiếng buổi trưa thôi. Thế mà xảy ra cái sự việc như này rất đau lòng anh. Thế bảo đang nói rằng là cái chuyện ngoại tình thì chẳng phải vì đói khát. Đấy, cũng nhiều đàn ông cũng thấy ở nhà có phải vợ không đáp ứng được đâu, thế nhưng mà thấy có em kia lại ngon ngon, trông lại lạ lạ. Đúng rồi. Để treo treo một tí thì đây cũng thế. Ồ rồi đấy, thôi thế mình đã biết rồi đấy, một tí làm một tạ quen. Bây giờ cứ tra hỏi làm sao em thế thì cô cũng chả biết làm sao, vì chỉ thấy bộ say nắng thôi. Ừ, thì say nắng nhưng mà nó say lâu lâu quá. Ừ. Vâng. Thôi nhưng mà thế này để mình còn may chán ấy, và mình cũng phải nhìn vào cái tích cực là cô vợ nhà mình rất là chân thật và thật thà. Cũng kể khai hết ra. Ừ. Mọi chứ cái mà đi đứng như thế nào, mà uống nước mấy lần, đi vào nhà nghỉ mấy lần, kể cả quan hệ mấy lần, cũng khai luôn. Ồ, chứ nhiều cô vợ cũng đi như thế nhưng mà còn lâu mới khai nếu không bắt được quả tang. Đúng rồi. Chị vớ vẩn có gì đâu, đây là anh ấy trêu là chị chát chít cho nó vui, rồi là cũng có khai thì em có đi uống nước với anh 2 lần thế thôi. Rồi anh ấy thì anh thích em như em chả thích anh ấy, rồi cũng có cầm tay rồi em hất ra, người ta cũng sẽ khai như thế chứ không thật thà như cái bà nhà mình. Thôi thì thì tất nhiên đôi khi ra mà đừng có thật thà mình còn đỡ đau đúng không? Chứ mà ngồi mô tả là chơi 2 lần mà lão ấy khỏe lắm, lão ấy làm thế nọ làm thế kia, khi cái sự thật thà này làm hỏng việc. Thôi nhưng mà thôi, tính người biết làm sao được. Chẳng lẽ mình lại bảo lần sau em đừng khai thật, em đã chót đi rồi đừng có. Trong cái lĩnh vực mà tình cảm này ấy, đôi khi sự thật thà làm cho người kia tổn thương nhiều hơn, đau nhiều hơn đúng không? Vâng. Nhưng mà thôi thì chuyện mất thì đã mất rồi. Từ hôm đấy nay thấy thái độ cô thế nào? Nem nép sợ thái độ là cũng nem nép sợ và đấy là gọi là nỗi đau xé lòng mà nỗi nhục của em. Em xin hứa làm lại từ đầu chỉ có một lần này thôi chứ không phải lần sau nữa. Thật ra thì con cái này, hai đứa lớn không ai biết cả, em tốt lắm rồi nào biết mình bên mẹ nhà chồng và tất cả chỗ nào không ai biết đấy ở đâu. Mình xử lý rất là tốt, bởi vì thế này này, nếu như cô có bị bẽ mặt đấy mà thì cái người xấu hổ là mình nữa cơ.
mình cũng chả sung sướng gì, mọi người sẽ nói rằng là người mày làm sao để vợ đi gặp bồ khi người ta bảo mình yêu sinh lý liệt dương hay là mình thấy nọ đi kia mà vợ đi gặp bồ, đúng rồi. Thế cho nên đấy, người ta cứ hay nói với nhau là xấu chàng hổ ai, nhưng mà đây trong trường hợp này xấu nàng thì hổ ai, cho nên cái việc mình ứng xử cực kỳ là tốt đấy, nói là tích cực, cho nên còn có mở được cái con đường là gọi là quay trở lại của cô ấy. Thế thì bây giờ mình phải dựa vào mấy cái điều này để mình kết luận này. Thứ nhất, rất thật thà, mình mới rung cây dọa khỉ, mà khỉ đã chạy tóe loe thôi chứ không phải là cô cô không phải là cái người cáo già cặp bồ đến nỗi lão luyện gì rồi về nhà còn thách thức, rồi nhiều người là về nhà đi sớm về muộn rồi ăn diện rồi lấy lý do lý chấu đi đây đi khác buông vơi bỏ rãi chồng con, như đây cô không có cái chuyện thế đấy, vẫn bình thường. Bây giờ thậm chí còn âu yếm hơn đi. Rồi. Làm tưởng em thế thì không phát hiện được chứ. Chỉ qua một cái tin nhắn mà hôm nay em bị đau chân. Ma chơi củ khiến làm sao mà em bị dẫm vào mảnh chành. Xong tối không đi chơi cầu lông được. Xong bắt đầu tự nhiên đi sạc điện thoại. Nhưng mà em phát hiện được cái tin nhắn. Tin nhắn mà các vấn đề kiểu hôm rửa xe ở cái gì đấy. Rồi thì em có đánh đề à. Thế nhắn tin vào Zalo. Xong rồi thì cứ nói chuyện như thế. Tôi mới phát hiện là bởi khai ngay ra. Khai ngay còn kịp. Không mọi cái người ta mới khai ra. Đấy đúng là các cụ câu còn là đi đêm nắm một ngày gặp ma cho đi. Khổ, đây là cái người cặp bồ không chuyên nghiệp, cho nên mới có mấy lần đã bị chồng phát hiện và lại khai ngay. Chứ còn như thế để thấy rằng là thứ nhất là cô ấy thật thà, cái thứ hai là cái tinh thần mà cầu thị sau khi mà đã bị phát hiện ra thì bây giờ có vẻ cũng biết ăn năn hối cải hối lỗi và cuộc sống thì gia đình nó không có gì xáo trộn quá mức độ, đúng không, chứ không đến nỗi thách thức là như mỗi nhà mà đau lòng, tất nhiên tất rồi đau chứ không có nỗi đau nào lớn hơn đối với người đàn ông bằng nỗi đau người vợ phản bội. Tuy nhiên trong mà mình chơi bời gây là giặt rượu hay là nọ chưa thế thì mình đã làm gì thì với vợ con kẻ làm đồng nào hay là mọi cái còn cho vợ đi nằm dẹp thôi chứ không phải là gì. Em cho vợ đi nằm dẹp trên Hà Nội Càng Nam, bác anh biết rồi đấy. Tốt. Làm đẹp thì ít nhất lợi cho mình nhìn nó ngắt mắt mình rồi thì, đấy, thì đâu ai này, khen vợ mày dạo này nhuận sắc thì mình cũng thích, nó khác ngay, có thằng cái để ý ngay có chết thì không thì... đi làm đẹp cho hàng xóm nó ngửi. Thôi nói thế đừng có nói thế, nó lại ấy quá, mình ngửi là chính chứ hàng xóm ngửi được mấy. Giữa cái việc tất nhiên đau rồi buồn rồi, nhưng giữa cái việc bây giờ phải ly tán xong bắt đầu thông báo với mọi người là làm đơn ly hôn, xong lý do là cặp bồ, cô thì nhục xách túi về bố mẹ đẻ thì khóc mếu tao nuôi mày phần đấy tuổi đầu đi lấy chồng có hai đứa con rồi sao mày lăng loàn mày khổ thế, thế là biết bao nhiêu người nhục nhã xấu hổ, hai đứa con nó biết ra nó nhìn mẹ nó chả ra làm sao, nó bơ vơ chẳng thể ở chung nhà, rồi cái nhà ấy lại mỗi người một nửa cũng khổ, à mà lại ở với ông bà nội lấy đâu mà mỗi người một nửa, thế thì nói chung là nó nát bét hết. Đúng rồi. Thế thì người giữa... đi lấy vợ, người đi lấy chồng. Mà này, thay đổi cuộc sống, mình mà đi lấy vợ mới ấy mà. Thay đổi cả cộng đời, cả đứa hai đứa con ấy luôn. Đúng rồi, nó ảnh hưởng tới rất nhiều người. Ê, mình có đi lấy vợ mà, đã chắc gì lấy được cô nào ngon lành cành đào. Lại đi lấy một cái cô đã một đời chồng rồi, hoặc là một cái cô tuy chưa có chồng đợt đời nào nhưng mà lại cũng vớ tắc ơ thì chết. Thì cũng chết đấy. Ít nhất thì mình vợ mình cũng biết rằng là chịu khó làm ăn cũng thật thà. Thì thôi. Nó sứt mẻ một tí thì ta vá víu nó lại, cũng giống như mua cái xe đẹp về chẳng may nữa nó xô vào tường nó xước một tí thì đi chát chít nó lại vào chứ chả lẽ lại đi đập xe đúng không. Thì em cũng mong muốn chương trình Đình chuyên gia tâm lý Đình Đoàn, em hay theo dõi bác lắm từ cả VTC trên đấy là tâm lý, nhưng mà không làm qua cái lời khuyên đấy để hàn gắn cái tình cảm và cái giảm bớt cái nỗi đau lòng của em đi. Rồi nhưng mà nhắc một điều thế này này, mất trộm rồi thì cũng phải lo mua khóa mua này, để ý lưu tâm đến vợ hơn đúng một rồi. Chút. Vâng, tất cả mọi cái em giờ định vị đấy. Rồi cứ mọi tuyên bố thẳng đấy. Định vị đi, kể cả Zalo em xóa đi anh cũng bắt hết. Đúng rồi. Bắt thẳng không được khai hết đây. Cứ coi như thế này anh sẽ bỏ qua đợt này, nhưng mà bỏ qua có điều kiện, ít nhất cũng phải có cái theo dõi để giám sát để anh để lấy lại niềm tin. Để anh thấy chẳng hạn anh theo dõi em trong 6 tháng thấy em không có động tĩnh gì thì em dứt được. Nhiều năm nữa. Thôi, mình cũng không cần tuyên đến tận là 10 năm hay là 7 năm mà. Cần có một thời gian để lấy lại niềm tin vì em đã làm anh tổn thương và mất niềm tin. Nhưng mà cái niềm tin mà lấy lại được thì nó cần có thời gian rất là nhiều. Cho nên em phải chấp nhận cái điều đó và tin rằng cô ấy đồng ý thôi. Nhá. Cô ấy đồng ý. Thế vì hai nữa là... Nhưng mà em cũng lo là hai người vẫn là mà gần nhau. Trời ạ. Tình cảm ý. Lo thì lo tình cũng đủ mới đến cho đấy.
Tình đấy là tình người yêu cơ, còn đây cái tình chát chít buổi trưa đi nhà nghỉ thì chồng bắt được quả tang rồi và khai như thế rồi mà lại cô không cáo già đến mức độ là vẫn thế đâu. Nếu thế không thì cô đã không khai, còn viết ra giấy đúng không, giấy trắng mực đen đúng không? Người này là ngoại tình không chuyên nghiệp. Thôi mình cứ nhìn thấy cái tích cực mà sống em ạ, trong cuộc sống mà để mình mong muốn nó cứ trọn vẹn thì em nghĩ về gia đình, nghĩ về vợ con, về các con, mà hai nữa mình đang dựng cái cơ nghiệp cái này, nhà cửa ra hết rồi thì nó tu trí làm ăn thôi, mà giờ đổ vỡ này nó khổ thân bản thân mình rồi các đứa con nữa, rồi mang tiếng cả cái gia đình dòng họ nhà mình ở quê đó, biết đấy, nó xảy ra nhiều cái, nó một tiếng một bé xé ra to. Chả phải ở quê ở đâu nó cũng thế thôi, ở trên mạng xã hội nó còn là chuyện ở Hải Phòng mà vòng vào đến Sài Gòn nó đã ra chuyện khác rồi cơ mà nhá. Thôi thời gian nó cũng sẽ làm cho mình nguôi ngoai, vợ chồng lưu tâm đến nhau một chút nhá. Thì một lần nữa cảm ơn bác Đình Đoàn và chương trình, và mong sao chương trình phát triển hơn tốt nữa. Rất cảm ơn em. Nhé. Cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đình Đoàn. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình anh nhé.